chương 71, Thánh Linh Chi Tâm. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Tần Giao sâu hô hút một khẩu khí, lời nói này đối nàng tạo thành trùng kích cực lớn. Nàng vẫn là lần đầu tiên biết được mỗi một thời đại thiên chiếc nguyên nhân, dĩ nhiên bắt nguồn ở âm dương hải ở chỗ sâu trong. Ngươi có tin hay không ta cũng không trọng yếu. Ngươi lui về phía sau trở về hỏi cha ngươi liền hiểu. Hơn nữa ngươi ca cũng có cái này trớ chú, sở dĩ không có trời gãy, chỉ là bởi vì cực đạo thần binh quanh năm che chở, thường xuyên mang ở trên người, Sở dĩ không có bị trớ chú ảnh hưởng mà thôi Giang Trần ném ra một cái càng lớn lựu đạn Đây là Tần Giao bất ngờ Cũng chưa từng nghĩ tới Thậm chí còn nàng mới vừa đều còn có một chút may mắn mình Và Hoàng Huynh không có bị trớ chú Bây giờ lại nghe được Tần Nhị Thế cũng có trớ chú Tần Giao lập tức luống cuốn Làm sao có thể giải quyết Tần Giao luống cuốn tay chân Vội vã hỏi nói rằng Nàng và Tần Nhị Thế quan hệ rất tốt Tự nhiên không muốn nhìn thấy Tần Nhị Thế xảy ra chuyện gì chỉ cần cực đạo thần binh mang theo trên người liền có thể, tối đa 10 năm là có thể miễn trừ trớ chú. Giang Trần nhàn nhạt hồi đáp. Tiếp xúc cái này trớ chú kỳ thực không có khó khăn như vậy, thế nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Cẩn đại tần tổ long cực đạo thần binh quanh năm mang ở trên người, đi qua cực đạo thần binh lực lượng tiêu trừ trớ chú. Chỉ bất quá cẩn thời gian dài dằng dặc, hơn nữa tùy theo từng người. Có người cẩn vài chục năm, có người chỉ cần 10 năm thời gian. Mà tần nhị thế cần mấy thập niên, căn cứ bây giờ kịch tình, tối đa 10 năm là có thể hóa giải. Bất quá tần nhị thế ngược lại là một cái có kiếp nạn, cũng không biết đời này biết sẽ không cải biến. Nếu như cái này tần giao chẳng phải luyến ái não, nếu như cùng độc cô vân không liên quan lời nói, ngược lại là có thể miễn trừ cái này kiếp nạn. Không phải vậy dựa theo kịch tình tiến triển, tần nhị thế cuối cùng sẽ cùng kịch tình giống nhau, kém chút vẫn lạc. Lại nói tiếp tần giao cũng là cổ quái, mấy lần làm cho tần nhị thế thân hãm nguy hiểm, một lần liền tính, mấy lần đều không có tỉnh ngộ, hơn nữa đều là bởi vì độc cô vân nguyên nhân hiện tại xem ra luyến ái não nữ nhân thật là đáng sợ, vẫn là cách xa một chút. Giang Trần trong lòng vừa nói, một bên nhìn về phía tần dao. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Nhìn lấy tần dao muốn điên, muốn thổ huyết. Ta tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng không ngốc được rồi. Ngươi có thể không thể che giấu một cái. Bất quá đi qua Giang Trần tiếng lòng, tần dao trong lòng cũng tùng một khẩu khí. Hoàng huynh về sau không có việc gì là tốt rồi. Hơn nữa kia cái gì cái gọi là độc cô vân lui về phía sau có bao xa cút cho ta bao xa, không được về sau trở về làm cho người phía dưới tìm được cái này độc cô vân làm thịt rồi tần giao cũng là một cái cực kỳ quả quyết người thêm lên cũng không có cùng độc cô vân tiếp xúc lại biết độc cô vân nguyên nhân đưa tới sau này tần nhị thế hạ tràng rất thảm cũng liền làm cho tần giao trực tiếp ghi hận bên trên độc cô vân dù cho hai người không có gì mâu thuẫn nhưng là bởi vì đến tiếp sau chuyện có thể xảy ra làm cho tần giao trong lòng sinh ra sát ý dưới cái nhìn của nàng độc cô vân nhất định phải diệt trù hơn nữa sau khi trở về hỏi thăm một chút phụ thân nghiệm chứng một chút gian trần nói có phải thật vậy hay không? Tần Giao trong nội tâm nghĩ bốc lên, không ngừng suy tính cùng kế hoạch phía sau sự tình. Có lẽ là tiếng lòng nguyên nhân, cũng có lẽ là gian trần vô số lần mắng nàng không có đầu óc cùng liên ái não. đưa tới nguyên bản ra đời không sâu Tần Giao từng bước bắt đầu suy tư, tâm trí cũng từng bước ở thuế biến. đây cũng là gian trần bất ngờ sự tình. chúng ta không phải muốn đi vào âm dương hải sao? vì sao còn không xuất phát? Tần Giao cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía gian trần người này không phải muốn đi âm dương hải ban nhang như ngọc giải quyết vấn đề sao bây giờ ở chí dương thành đợi gần nửa tháng còn không xuất phát gấp như vậy làm cái gì đồ vật bên trong đều còn chưa có xuất hiện giang trần nằm trên ghế ăn nhang như ngọc chuyển tới được các thứ lười biếng nói rằng cũng không phải hắn không nghĩ tới đi bởi vì hắn căn bản không biết cái kia truyền thừa động phủ ở nơi nào cái này truyền thừa động phủ ở trong kịch tình cũng liền tiểu nói một chút không có cặn kẽ quá trình Hắn chỉ biết là trong khoảng thời gian này cái này truyền thừa động phủ sẽ xuất thế, sau đó hấp dẫn người vô số người đi vào. Cuối cùng một cái người may mắn thu được truyền thừa, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, cấp tốc cuộc khởi đứng lên. Trở thành ngày xưa một vị có danh tiếng cường giả. Bất quá gian trần cũng không phải cần bên trong truyền thừa, mà là cần bên trong một loại đặc biệt bảo vật. Món bảo vật này có thể cho nhan như Ngọc Hoàng Mỹ dung hợp lưỡng chủng bổn nguyên âm dương linh hóa vì âm dương thánh thể. Đương nhiên cũng có thể không cần món bảo vật này, có thể dùng biện pháp khác bất quá cái này liền muốn đi trước cực đạo ma tông mới được. Chỉ là cực đạo ma tông lai lịch bí ẩn, chỉ có cực đạo ma tông cao tầng mới biết được. Thấy thế, tần giao không làm sao được, nàng biết Giang Trần có năng lực thần kỳ, biết được tương lai phát sinh một sự tình. Cho nên nàng cũng không có ở hỏi. Ta ngược lại thật ra nhìn một cái, ngươi năng lực này có thể hay không là thật. Chuyện cho tới bây giờ, tần giao vẫn là bảo trì chất vấn thái độ. Có điểm tin tưởng, lại có chút không tin cho nên nàng cẩn một sự tình để cho nàng phân rõ thật giả. Cùng lúc đó, một đạo lưu quan xuyên qua toàn bộ Chí Dương Thành, gầm lên nói ra, Dương Hải xuất hiện một vị thánh cảnh cường giả truyền thừa động phủ, Chí Dương Tông nếu muốn chiếm lấy cái này truyền thừa động phủ, bây giờ ở Dương Hải đại khai sát giới, muốn ẩn giấu tin tức. Bây giờ ta đem tin tức truyền đi, hy vọng các vị có thể đi vào tranh đoạt, không muốn bị Chí Dương Tông thực hiện được. Ta à, còn không có đợi hắn nói xong, một vệt lưu quan bắn ra, lập tức đem người này trảm sát tại bầu trời trung qua đi. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, sắc mặt khó coi, các vị bình tĩnh chớ nóng, người này đang nói hô nói vượng, nếu là thật có như vậy truyền thừa động phủ, Chí Dương Tông tự nhiên nguyện ý mọi người dò xét, người này sở dĩ hãm hại ta chờ, các loại, Chí Dương Tông, chỉ là bởi vì hắn ở dương trong nước trảm sát Chí Dương Tông đệ tử, bây giờ bị chúng ta treo thưởng truy sát. Lời nói này ngôn ngữ hạ xuống, cũng không có đưa đến cái gì sóng lớn. Phản phất mọi người đều nghe lọt được một dạng. Tới. Giang Trần chậm rãi đứng dậy, vung tay lên cuồn cuộn nổi lên hai người, hóa thành một đạo lưu quan hướng phía xa xa sông thẳng tới. Dừng bước. Chứng kiến Giang Trần một mạch trùng dương hải, Chí Dương Tông nhân hơi biến sắc mặt, vội vã ngăn lại. Thậm chí còn Chí Dương Tông một cái người ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc, phi kiếm trong tay bay cao mà ra, vô ngần kiếm ý bộc phát ra, giống như sông dài một dạng, hướng phía Giang Trần chém tới. Đạo này kiếm ý sông dài, thanh thế to lớn, uy năng vô cùng. Sinh tử cảnh cũng dám cản ta. Ai cho các ngươi lá gan? Hành, Gian Trần hừ lạnh một tiếng, thanh âm ẩn chứa cường đại uy năng. Chí Dương Tông mấy người thân hình bỗng nhiên nổ tung, huyết sái trời cao, tràn ngập bốn phía. Sinh tử cảnh đối với với hắn mà nói, hầu như cùng con kiến hôi không có phân biệt. Hơn nữa những người này nếu là không động thủ với hắn, thế nhưng hắn lừa giết bọn hắn. Nếu bọn họ dám động thủ, như vậy cũng chỉ có thể chết đi. Còn không có đợi đám người phản ứng kịp, Gian Trần lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng phía Dương Hải sông ngang mà đi. Không bao lâu. Chí Dương thành nhất lên một trận sóng triều, vô số thần quang xông thẳng vân tiêu, hướng phía Dương Hải phương hướng xông thẳng tới. Chí Dương tông đương Thiên Hạ người là ngốc tử. Muốn thật hay giả, hà tất như thế đại phí hoảng hốt. Dương Hải tuyệt đối có thánh cảnh động phủ xuất thế. Như thế cơ duyên phía trước, há có thể bỏ qua, nếu là có thể đạt được bên trong truyền thừa, sau này tất nhiên nhất phi trùng thiên, ngư dược long môn. Việc này Chí Dương tông nhân muốn chết a, à, dĩ nhiên trêu chọc cường giả như vậy phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới người này thực lực cường đại như thế. Một đạo hừ lạnh làm cho mấy vị sinh tử cảnh trực tiếp vẫn lạc, vị cường giả này, ít nhất, là đại tôn cảnh tầng thứ A. Nơi đây quả nhiên ngọa hổ tàng long, dĩ nhiên tồn tại cường giả như vậy. Kèm theo vô số thần quan sông ngang mà ra, kịch liệt tiếng huyên náo vang vọng phía chân trời. Thực sự cũng tốt, giả cũng được. Theo người nọ trước khi chết những lời này, đủ để cho những thứ này tu sĩ động lòng. Thánh cảnh truyền thừa động phủ, cái này đã đủ làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Đặc biệt là những tán tu kia, bản thân sẽ không có bối cảnh, cho tới nay vì một ít tài nguyên ở trên mũi đau liếm huyết, bây giờ lớn như vậy cơ duyên xuất hiện, bọn họ há có thể không điên cuồng. Còn như cái gọi là trí dương tông bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể bắt được truyền thừa, từ đây nhất phi trùng thiên, há sẽ sợ cái gọi là trí dương tông. Chương 72, Thánh Linh Chi Tâm Ông Dương Hải hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, nói là cái gọi là hải, kỳ thực là vô số dung nham chồng chất mà thành. Ở tại phía dưới toàn bộ đều là dung nham, nhiệm là cái gì ngã xuống đều sẽ trực tiếp bị nóng chảy. Cho dù là cao tầng thứ thần binh cũng là như vậy, căn bản là không có cách đối kháng. Bốn phía nhiệt độ cao dọa người, nếu là không có bí pháp đặc thù bảo hộ. Sắt thép mấy sẽ hóa thành một mảnh nhỏ nước thép. Nơi này là càng là thấp tầng thứ tu sĩ ác mộng, căn bản không dám đặt chân nơi này. Chỉ có đạt được thần thông cảnh mới miễn cưỡng có năng lực ở chỗ này nghỉ chân hoành hành, thế nhưng cũng sẽ không đợi quá lâu. Hồng hải cảnh ngược lại là có thể ở chỗ này thông suốt. Thần lực hình thành vòng bảo hộ đã đủ che ngoại giới ảnh hưởng. Nơi này chính là Dương Hải. Xác thực dường như nghe đồn giống nhau. Tần Giao nháy hai mắt, tò mò nhìn Chu Vi. Nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới Dương Hải, đối với chung quanh toàn bộ tràn đầy hiếu kỳ. Nơi này cũng không phải là người đợi địa phương. Bất quá tiểu công chúa nếu như nghĩ thể nghiệm một cái, ta ngược lại là có thể thả ngươi xuống phía dưới. Giang Trần vừa cười vừa nói. Không đi. Tần Giao trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, tu vi hiện tại của nàng không cao, nếu như chính mình tại nơi đây đi lung tung không phải muốn chết sao. Ha ha ha, vậy thì thật là đáng tiếc. Giang Trần vừa cười vừa nói. Nghe được cái này tiếng cười, Tần Giao lập tức liền biết mình lại bị Giang Trần cho treo. Giang Trần, ta sau khi trở về khẳng định nói cho ta biết phụ hoàng ngươi khi dễ ta. Tần Giao nghiêng răng nghiêng lợi. Dọc theo con đường này mình bị Giang Trần treo vô số lần, trong lòng tức cành hông không chỗ phát tiết. Tiểu công chúa A tìm phụ mẫu cáo trạng cũng không phải cái gì tốt hành vi a à. đây nếu là truyền ra ngoài sẽ cho người cười giang trần vừa cười vừa nói mặc kệ cười liền cười a à, ngược lại bị ngươi cười đủ nhiều tần giao đã phá quán tử rơi vỡ bất kể nhất định phải cáo trạng nhất định phải phụ hoàng nghiêm phạt giang trần hảo hảo về sau sẽ không trêu đùa ngươi giang trần cũng biết không tốt tiếp tục nữa tuy là coi như tần giao cáo trạng đại tần hoàng đế cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì thế nhưng chung quy cũng là một loại phiền phức ngươi cam đoan tần giao rút ra mũi nói rằng một bộ dáng vẻ muốn khóc chung quy còn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi cam đoan giang trần nói rằng tốt lắm ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được tần giao nín khóc mà cười nàng đây coi như là lần đầu làm cho giang trần kinh ngạc trong lòng vô cùng vui vẻ tốt giang trần trả lời một tiếng nguyên bản ở giữa tần giao ngược lại là không có đối với giang trần làm cái gì sở dĩ Giang Trần cũng đối với Tần Giao cũng không có quá lớn phản cảm. Sở dĩ đùa Tần Giao. Cũng chỉ là bởi vì Tần Giao kịch tình bên trong xác thực có chút vấn đề, thêm lên là một đứa bé đùa một cái. Tần Giao đúng là vẫn còn một đứa bé, ba câu vài lời đã bị thánh tử lừa bịp được. Hơn nữa vị này tiểu công chúa tâm tính cũng không tệ lắm. Ngược lại không phải là cái loại này đi ngoa người thất thường. Nhan như ngọc một mực tại quan sát Tần Giao, đối với Tần Giao cảm quan vẫn là cực kỳ tốt thêm lên tầng giao về sau xem như là nàng đồng minh, tự nhiên càng thêm chú ý. Động phủ xuất thế động tỉnh rất lớn. Một cục sáng sông thẳng vân tiêu, chỉ cần thâm nhập Dương Hải một điểm là có thể chứng kiến. Sở dĩ Giang trần không có cố ý tìm kiếm, một tia ý thức ghim vào bên trong rất nhanh liền thấy động phủ xuất thế dị tượng. Bởi động phủ xuất thế không bao lâu, thêm lên chí dương tông nghĩ chiếm lấy toàn bộ động phủ, đưa tới ở tại nơi cửa tụ tập không ít người. Dừng bước. Nơi này chính là chúng ta chí dương tông chiếm đoạt lĩnh, nếu không phải muốn chết, rời đi nơi này. Một vị trí dương tông trưởng lão phóng xuất ra khí tức, mâu quan ngoan lệ, lãnh nói rằng. Người trưởng lão này thực lực không tẩm thường, đã đạt đến đại tôn kỳ. Ở chí dương tông cũng là trụ cột vững vàng một trong. Nếu muốn chiếm lĩnh nơi đây, cũng có gặp các ngươi có bản lãnh này hay không? Không có bản sự này cũng không cần nghĩ một ngụm toàn bộ nuốt vào, miễn cho ăn một miếng thành mập mạp. Giang Trần đương nhiên sẽ không để ý tới những người này. Nói đùa cái này cũng không phải là chí dương tông, dựa vào cái gì có thể không thể vào. Chẳng lẽ ngươi chí dương tông phát hiện liền thuộc về ngươi chí dương tông? Huống hồ cũng không phải ngươi chí dương tông xuất phát hiện trước. Muốn chết. Chém. Chí dương tông trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hạ thủ cực nhanh, hai tay quét ngang hướng phía gian trần vỗ tới. Gần như cùng lúc đó, bên cạnh chí dương tông nhân cũng dồn dập xuất thủ. Lúc này, vô số thần binh cùng thần thông sông ngang mà ra, giống như hồng thủy một dạng, ở toàn bộ dương hải bạo phát ra. Vô số dung nham bị cuốn bắt đầu, Giống như như vòng xoáy vậy, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Trương Trung càng khôn. Giang Trần lộ ra một tay tới, đem phía trước hư không bắt bỏ vào trong tay, kể cả lấy Chí Dương Tông mọi người. Không chờ bọn họ phản ứng, Giang Trần một tay bóp nát, toàn bộ hư không triệt để nổ tung, trong đó Chí Dương Tông nhân toàn bộ vẫn lạc. Đại Tôn Kỳ cũng tốt, sinh tử cảnh cũng được, giống như con kiến hôi một dạng, căn bản không có sức chống cự. Những người này không biết mùi vị a. Chứng kiến chết thảm đám người Tần Giao không nhịn được nói thầm một câu: Chọc ai không tốt, đi chọc Giang Trần người sát thần này. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Huống hồ thực lực không bằng, bối cảnh càng thêm không bằng, dám lựa ra vậy đơn giản muốn chết. Nhưng mà, Chí Dương Tông cũng có nói a bốn. Hai bọn họ nào biết đâu rằng đây là Giang Trẩn. Bọn họ nếu như biết là gần nhất danh Dương cửu thiên giới thái sơ thánh tử, nào dám xuất thủ? Hưu. Giang Trần xông thẳng vào. Trong thời gian ngắn vọt thắng vào lối vào sau một khắc lập tức tiến nhập một cái mới tỉnh trong trời đất nhỏ bé bích lam thiên không treo lơ lửng trên đó đại địa minh môn thấy không rõ giới hạn vô số quần phong tọa lạc trong đó liên miên bất tuyệt trong đó càng là có đếm không hết rừng rậm che lấp thường thường truyền đến một ít tiếng cẩm gừ cùng với nói là động phủ còn không bằng nói một mảnh thế giới tiên nhập bên trong gian trần vô hạ để ý tới bên trong hoàn cảnh hướng phía một hoàn cảnh sông thẳng tới không bao lâu gian trần đi tới một chỗ chỗ đỉnh núi Toàn bộ đỉnh núi trụi lũi, không có gì cả, chỉ có một khối nham thạch to lớn cùng một ít tán lạc 10 khối. Cùng còn lại so với, nơi này nhìn cực kỳ hoang vu, cũng cực kỳ keo kiệt. Dường như đã sớm rõ ràng một dạng, Giang Trần đập nát trước mặt nham thạch. Rầm một tiếng, đá lớn nghiền nát, một khối quan mang sông ngang mà ra, sông thẳng vân tiêu, dường như đến đây rời đi. Nhưng mà Giang Trần sớm có dự liệu, đại thủ tìm tòi, ung dung bắt lại. Đây là cái gì? Tần Giao hỏi nói rằng nhan như ngọc cũng là vô cùng háo kỳ các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật này hơn nữa gian trần chạy tới đầu tiên nơi đây hiển nhiên biết đây là vật gì thánh linh chi tâm chỉ có tiến hóa thất bại sinh linh tài năng mới có thể sinh ra loại vật này cực kỳ đặc thù sở hữu thuần túy nhất đại đạo bổn nguyên nếu như đem nó luyện hóa vô luận là tu vi cùng thể chất đều có thể tăng lên trên diện rộng nhưng lại có thể tăng lên trên diện rộng ngộ tính bất quá hắn chỗ dùng lớn nhất vẫn là dung hợp nhiều loại bổn nguyên đem hòa làm một thể như ngọc ngươi đem vật này luyện hóa qua đi ở luyện hóa bổn nguyên dương linh bên trong cơ thể ngươi vốn là có bổn nguyên âm linh đủ để cho ngươi chuyển hóa thành âm dương thánh thể giang trần hướng phía Nhan như ngọc nói rằng đây cũng là giang trần mục tiêu chương 73, bi thảm chí dương tông đệ tử nghe được trước mặt đồ đạt chính là có thể làm cho mình có âm dương thánh thể thêm chốt vật phẩm Nhan như ngọc đôi mắt đẹp lộ ra một vệt quan thải tới trong mắt tràn đầy khát vọng không người không đối với hắn khát vọng thêm lên Giang Như Ngọc ở Giang Trần đợi thời gian dài như vậy, áp lực cự đại. Nàng không sợ không bằng Giang Trần, chỉ sợ cho Giang Trần cản trở, đến rồi phía sau căn bản là không có cách đến giúp Giang Trần. Đây chính là Thánh Linh Chi Tâm. Hắn làm sao biết nơi này có, hơn nữa bay thẳng đến nơi đây qua đây. Tần Giao nháy mắt một cái, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chẳng lẽ vài thứ kia đều là thật? Hôm nay Tần Giao đã không phải là bán tính bán nghi, hơn nữa không sai biệt lắm tin. Chủ yếu Giang Trần sở tác sở vi quá bất hợp lý, phản phất đã sớm rõ ràng một dạng. Đây là hắn người vô dụng năng lực. Chờ, các loại. Ta muốn hiếu kỳ hỏi một câu mới được, không hỏi nói hiện ra ta có chút kỳ quái. Giang Trần, ngươi là làm sao biết nơi này có vật này? Hơn nữa không có khoảng khắc dừng lại. Tần giao giống như bình thường một dạng, nhìn như hàm hàm dáng vẻ hỏi. Ta chuyên tu thời gian đại đạo, có thể biết được tương lai chuyện đã xảy ra. Giang Trần nhẹ nhàng cười, nhịn không được đùa một cái tần giao. Hanh, không nói thật. Tần Giao cũng biết đây là Giang Trần đang treo, cũng không có coi là chuyện đáng kế. Một bên khác. Giang Trần lấy một cái pháp trận bao phủ toàn bộ đỉnh núi, pháp trận này đại tôn kỳ đều không thể đánh võ, đã đủ che chở nhang như ngọc tự thân. Thêm lên Giang Trần cũng ở nơi đây, tự nhiên không cẩn sợ hãi người khác quấy rối. Mà nhang như ngọc trong đó tiến hành tu hành, luyện hóa trong tay thiên tài địa bảo. Mà Giang Trần cùng Tẩn Giao đang ở quanh mình bảo hộ nhang như ngọc, chờ đợi nhang như ngọc xuất quan. Giang Trần ta có thể không thể đi ra ngoài đi dạo một vòng vẫn chờ đây xác thực có chút buồn chán thêm lên tầng giao lần đầu tiên tới chỗ như thế nhìn lấy đây hết thảy tràn đầy hiếu kỳ không gì sánh được muốn đi ra ngoài đi bộ một chút không thể ta muốn ngốc tại chỗ này cho như ngọc hộ đạo mà ngươi một cái thần cung cảnh muốn ở chỗ này chung quanh đi dạo lung tung thu được không nhịn được đúng không giang trần đảo cặp mắt trắng giả tầng giao lập tức còn nhỏ dù cho thân ở với đại tầng hoàng triều loại này bất hủ hoàng triều tiếp xúc thời gian tu luyện cũng không dài tu vi đương nhiên sẽ không thái cao. Mà có thể đi vào bên trong đều đều là hồn hải cảnh khởi bước. Một cái thần cung cảnh ở chỗ này chạy loạn khắp nơi, đây không phải là tự tìm đường chết là cái gì. Ta có phụ hoàng cho ta hộ thân pháp bảo. Trừ ngươi ra loại quái vật này ở ngoài, tầm thường đại tôn kỳ đều mơ tưởng đụng đến ta một cọng tóc gáy. 27 tầng giao đều cũng có chút không phục. Nàng tự nhiên suy nghĩ đến những thứ này, lấy tu vi mà nói, chính mình ở loại địa phương này là muốn chết. Thế nhưng nàng cũng không phải là phổ thông thành tựu đại tần hoàng triều nhỏ nhất công chúa, tần giao thâm thụ đại tần hoàng đế yêu thích, thêm lên đây cũng là lần đầu tiên đi ra lịch lãm, đại tần hoàng đế cho tần giao một đống lóng hộ thân bảo vật. Liên những bảo vật này gắn gượng đập đều có thể đập chết không ít người. Ngươi nếu như rót một cọng tóc gáy, cha ngươi liền muốn tìm ta tính số. Ngươi khẳng định cảm thấy không có gì, ta cũng không giống nhau. Giang Trần có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không thể làm cho cái này tần giao có tổn thất gì. Nếu là có tổn thất gì, sau này làm sao cùng đại tần hoàng đế hợp tác? Lần giao suy nghĩ một chút cũng phải. Linh động đôi mắt cô Linh lợi chuyển vài vòng, đuôi bên ngoài cầu lần nói ra, ta đang ở phụ cận như thế nào. Huống hồ lấy tu vi của ngươi, nếu là có trạng huống gì cũng có thể trước tiên phát hiện. Thêm lên tuyết nguyệt tiên tử cũng ở phụ cận, ta muốn không ai có thể đụng đến ta. Nếu là không thuyết phục gian trần, tự mình nghĩ chạy trốn thật vẫn rất khó. Một vệt uy áp đủ để cho nàng không nhúc nhích được rồi. Giang Trần vang cầu ngươi, chỉ cần để cho ta đi ra ngoài đi bộ một chút, sau khi trở về ta khẳng định cho ta phụ hoàng nói tốt. Tần Giao trơ mắt nhìn Giang Trần, cả người thoạt nhìn lên manh đát đát, khiến người ta cực kỳ không đành lòng. Đi thôi đi thôi, vậy ngươi không có biện pháp. Bất quá không thể đi quá xa, chỉ có thể ở phụ cận 10 km hoạt động, nếu như đi quá xa, ta sẽ lập tức đưa ngươi bắt trở lại. Giang Trần rất bất đắc dĩ. Thực sự có chút không thể chịu đựng được, hơn nữa chỉ cần khoảng cách sẽ không quá xa, đã đủ che chở Tần Giao. Thậm chí còn có thể nói toàn bộ trong trời đất nhỏ bé, bọn họ đều có thể che chở. Chỉ là có bọn họ, tần giao mặc dù tu vi không được, cũng có thể ở chỗ này đi ngang. Được rồi. Tần giao kinh hy như điên, sau đó hóa thành một đạo thần quan sông ngang đi ra ngoài. Nhìn lấy tần giao vội vã đi ra ngoài, hít một khẩu khí, đây nêu là bị tần nhị thế đã biết, hơn phân nửa muốn làm thịt ta. Bất quá dạng này cũng tốt, làm cho cái này tiểu gia hỏa lịch luyện một chút, thể nghiệm một cái lòng người hiểm ác đáng sợ. Bằng không tùy tiện đã bị độc cô vân lừa gạt. Cũng hy vọng đoạn lộ trình này, có thể để cho tần giao có chút cải biến nếu là trước kia giang trần khẳng định không để ý tần giao nhất định sẽ thối nát chỉ không gì hơn cái này đã dính vào tự nhiên mà vậy không thể giống như trước kia huống hồ hiện tại cũng không tính kịch tình thối nát đến tiếp sau kịch tình sẽ đi hướng chính quy đến lúc đó không để ý tới liền được chính mình vẫn có thể đạt được thưởng cho tần giao ly khai giang trần sau đó dường như mở ra lao lung một dạng thả bay chính mình tò mò hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lấy Quá khứ nàng đều ở Tổ Long Thành, rất ít đã đi ra ngoài. Tự nhiên mà vậy không có thể nghiệm qua việc này, cái này cũng đưa tới nàng đối với ngoại giới vô cùng háo kỳ. Đây là ngàn năm huyết liên. Vận khí của ta lại lúc như vậy. Rất nhanh tầng giao buông phía dưới có một bụi đỏ bừng luyện hóa, nhan sắc cực kỳ tiên diễm, giống như tiên huyết tưới nước mà thành. Đây là một loại cực kỳ đặc thù thiên tài địa bảo, bởi vì màu sắc duyên cớ bị kêu là huyết liên. Mà cái này chủng linh vật có cực hiệu quả tốt, có thể rèn luyện thể chất, tăng cao tu vi xem như là một loại hiếm có thiên tài địa bảo, bởi vì sinh trưởng điều kiện tương đối hà khắc, đưa tới loại này thiên tài địa bảo cực kỳ không ít. Bất quá đối với tầng giao mà nói, cái này không coi là bao nhiêu vật trân quý. ở đại tầng hoàng triều trong bảo khố ngàn năm huyết liên có không ít, thậm chí còn vạn niên đều có. nếu như đặt ở tổ long thành, nàng nhìn cũng không nhìn giống nhau. thế nhưng bây giờ không giống với, lần đầu tiên lịch lãm là có thể gặp phải loại này thiên tài địa bảo, có quá khứ không có cảm giác thành tựu. hưu, không có suy nghĩ nhiều tần giao xông thẳng xuống, đem ngàn năm huyết liên cấp tốc hái hái xuống. Ai nói ta không thể lịch luyện, ta hiện tại không phải là lịch lãm thành công, nhưng lại hái tới ngàn năm huyết liên. Tần giao Mỹ tư tư nói rằng, lần đầu tiên lịch lãm là có thể thu hoạch bảo vật như vậy, điều này làm cho nội tâm của nàng cực kỳ thỏa mãn. Cảm giác thành tựu nhộn nhịp. Đây là chúng ta chí dương tông địa bàn, người đến tục cùng là làm sao tiến đến. Đột nhiên một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Theo sát. Một vệt thần quan hạ xuống, quan mang tiêu tán, hiện ra một đạo hung ác nham hiểm khuôn mặt mặt trên người chí dương tông trường bào màu đỏ sâm một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn lấy tầng dao đặc biệt là chứng kiên tầng dao trong tay ngàn năm huyết liên lộ ra một vệt tham Làm. sau một khắc hắn nhớ mày ngươi một cái thần cung cảnh đến tục cùng làm sao trà trộn tới động phủ cái động khẩu sớm đã bị bọn họ phong tỏa mà người ở bên trong cũng đã bị bọn họ bài trừ bình thường mà nói nơi đây không có khả năng tồn tại ở không phải chí dương tông nhân nếu là có thực lực khẳng định cực kỳ cường đại mà không phải tầng giao loại này thần cung cảnh tiểu hài tử. Ngươi đem ta làm sao trà trộn tới. Tần giao có thể không có gì sắc mặt tốt. Cái này nhân loại một khi xuống tới liền nhìn chầm chầm nàng ngàn năm huyết liên, nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Hưu. Chí dương tông đệ tử rút lợi kiếm ra, lãnh nói rằng, nếu không phải muốn chết đem ngàn năm huyết liên buông, đưa ngươi như thế nào vào nói đi ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn không có tuyển trạch trước tiên xuất thủ. Bởi vì cảm giác tần giao xuất hiện thật là quỷ dị, một cái thần cung cảnh vẫn là một đứa bé dĩ nhiên có thể đi vào nơi này. Đây quả thực là không quá thực tế. Chính mình một cái người nhất định là không thể, như vậy đại biểu cho có người đem tầng giao mang vào. Ở tầng giao phía sau khẳng định có cường giả. Sở dĩ hắn không có trước tiên xuất thủ. Chương 74, bi thảm chí dương tông đệ tử. Chủ yếu nghĩ thăm dò tầng giao phía sau có người hay không. Ngươi bất quá là một cái hồn hải cảnh, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hơn nữa dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? tần giao căm giận nói rằng gian trần nàng không có biện pháp một cái hồn hải cảnh phổ thông tu sĩ nàng còn không có biện pháp hơn nữa nàng đường đường đại tần hoàng triều tiểu công chúa địa vị cao thượng sao có thế dung nhẫn như vậy tu sĩ đối nàng kêu la ông sòm hồn hải cảnh làm sao vậy cái này không mạnh bằng ngươi ngươi bất quá là một cái thần cung cảnh hơn nữa mới vừa bước vào không bao lâu chí dương tông đệ tử trong lòng tức giận mắng thế nhưng tần giao càng là như vậy hắn càng không dám ra tay cực kỳ thận trọng cùng cảnh giác nếu như là thông thường thần cung cảnh tất nhiên không dám đối với hắn nói như vậy tần giao dám nói thế với tất nhiên sức mạnh cùng dựa điều này đại biểu đối phương phía sau khẳng định có cường giả ở nếu không cũng không thể vào nghĩ tới đây hắn xuất ra một cái ngọc phù trực tiếp bóp nát thông báo chí dương tông nhân đồng thời hắn nhìn chằm chằm vào tần giao đặc biệt là tỉnh dương ngàn năm huyết liên không cho tần giao ly khai người này ngược lại là tốt cẩn thận a xa xa ngắm nhìn giang trần lộ ra một nụ cười đây nếu là đổi thành người khác, có lẽ đệ nhất lúc có thể bị tham lam xong hôn mê đầu não trực tiếp xuất thủ. Người này ngược lại là có điểm đồ đạc, cũng không có trước tiên xuất thủ. Mà là đi gọi người. Không được đi. Chứng kiến tần giao muốn đi, chí dương tông đệ tử trước tiên ngăn tần giao. Mặc dù không dám ra tay, thế nhưng hắn cũng không có thể tùy ý tần giao ly khai. Ta dựa vào cái gì không thể đi. Ngươi có tư cách gì cản ta. Giang trần liền tính, liền ngươi cũng dám cản ta. Tần giao tức nổ tung. Nguyên bản ở Giang Trần ăn tức cành hông lập tức lại thổ lộ mục tiêu. Quả nhiên phía sau có người. Nghe được Giang Trần tên này, Chí Dương Tông đệ tử mâu quan lóe lên. Cùng lúc đó, Tần Giao trực tiếp tung một cái phù chú. Bình thường thực lực, nàng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Dù sao nàng mới vừa bước vào thần cung cảnh không bao lâu. Thế nhưng không chịu nổi tầng giao gia đại nghiệp đại, của cải phong phú A. ầm ầm Phù chú bay ra ngoài, thần quan thiểm thước. Lập tức vô số hàng quan nở rộ mà ra, một vệt ngoan lệ kiếm khí tịch quyển mà ra, giống như sông dài một dạng hướng phía chí dương tông đệ tử đánh tới. Thoáng cái đem che mất. Đại tôn cảnh khí tức. Hắn lập tức ngây dại, tùy tiện ném ra phù chú lại có đại tôn cảnh vi năng. Cái này tiểu cô nương đên tột cùng là lai lịch gì? Như thế mấy bả có tiền. Âm ẩm. Cùng bảo kiếm khí triệt để bảo phát, đem bốn phía rừng rậm trực tiếp sang thành bình địa, nơi đi đến đều vì một miệng. Cái này chí dương tông đệ tử cũng không minh bạch chết chỉ là hồn hải cảnh hắn căn bản là không có cách đối kháng đại tôn cảnh phù chú. Thêm lên tự thân không có phòng bị. Chết rồi. Chứng kiến chết không toàn thay chí dương tông đệ tử, tần giao sắc mặt có chút tái nhọc. Cuối cùng là một cái tiểu cô nương, hơn nữa chẳng bao giờ giết qua người. Lần này xem như là nàng lần đầu tiên sát nhân, nội tâm khẳng định không thể chịu đựng. Thêm lên nàng cũng là cử chỉ vô tâm, cũng không phải thực sự muốn giết đối phương. Hô. Tần giao điên cùng hô hấp, muốn thông qua phương thức này để cho mình bình tĩnh trở lại, tuy là ngay từ đầu không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng dù sao thân ở với đại tần hoàng triều loại này đỉnh tim trong thế lực, từ nhỏ tai tính nhãn nhiễm, rất nhanh thì thích ứng qua đây. Điều này cũng không có thể quái ta. Cho dù ta không giết hắn, hắn phỏng chừng cũng sẽ giết ta. Tần Giao trong lòng âm thầm nói rằng. Tại chính mình bị phát hiện một khắc kia, nàng cũng biết đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Sở dĩ không ra tay, có thể là cố kỵ một ít gì đó. Còn như là cái gì, Tần Giao cũng không rõ ràng. Hơn nữa tên đệ tử này mới vừa cử động, tần giao là nhìn ở trong mắt. Người này khẳng định đã thông báo người. Vừa nghĩ tới chờ một hồi một đám người tới bắt nàng. Tần giao có chút hối hận, sớm nên xuất thủ. Ở loại địa phương này, người chết ta vong, có nửa điểm du dương do dự chết liền là mình. Một bên khác. Tiếng nổ kịch liệt gây nên bên trong không ít người chú ý ở một chỗ rộng lớn cung điện trước mặt. Một ông lão bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa phương hướng, chẳng lẽ có người đi vào rồi sao? Không quá có thể, lão tam tại cửa trấn thủ, có ai có thể đi vào nơi này. Bất quá có đệ tử gọi ý, thêm lên bên kia có tiếng nổ mạnh, đại khái tỷ lệ hắn là có người đi vào rồi. Không được, bây giờ chính là mở ra điện vũ thời khắc mấu chốt, gần thu được truyền thừa, không thể để cho 087 những người này quay rầy. Nghĩ lây. Lão giả nhìn về phía bên cạnh mấy vị đệ tử nói ra, có người đi vào nơi này, hai người các ngươi đi trước cửa nhìn một cái, những người còn lại đi qua tiếng nổ mạnh bên kia nhìn một cái, nếu như phát hiện có người nào lập tức xuất thủ trảm sát miễn trừ hậu hoạn, vô luận là ai. Không thể để cho người quấy rối chúng ta mở ra cung điện. Lời này vừa nói ra. Bên cạnh hơn 10 vị đệ tử dùng dập gật đầu, sau đó hóa thành thần quan tiêu thất. Hy vọng người tới thực lực không tính là quá mạnh mẽ, có thể đợi được tông chủ và thái thượng trưởng lão chạy tới nơi này. Đột nhiên ngoài ý muốn, làm cho vị lão giả này cảm thấy có chút đau đầu. Lão Tam bên kia không có tin tức, bây giờ đã có người tiến đến. Điều này đại biểu lão Tam đã gặp bất trắc, mà có thể xông qua lão tam bên kia, đại biểu cho thực lực đối phương khẳng định vô cùng cường đại. Ít nhất là một vị tư thâm đại tôn kỳ. Hơn nữa cũng không biết có mấy người. Nếu như chỉ là một người, hắn còn có thể đối phó, nếu như nhiều hơn nữa mấy vị vậy thì phiền toái. Bởi tiếng nổ mạnh thanh âm, hấp dẫn vô số chí dương tông đệ tử chú ý. Ở tầng giao ly khai không bao lâu, rất nhanh thì bị mấy vị trí dương tông đệ tử phát hiện. Phát hiện địch nhân, chỉ là một cái thần cung cảnh, nghe theo trưởng lão mệnh lệnh, trảm thảo trừ căng. Chứng kiến tần giao sau đó, những người này cũng không nghĩ nhiều, lập tức xuất thủ. Tại sao lại có người ở? Tần giao triệt để hết chỗ nói rồi. Vừa mới giết một cái, lại nhô ra một đống. Đổ chết các ngươi. Tần giao vung tay lên, hai cái phù chú bay cao mà đi. Thần quan lộng lẫy, một vệt ánh sáng màu xanh ẩm ẩm mà ra. Một đạo thấu xương nhiệt độ thấp lan tràn mà ra, giống như trời đông giá rét hàng lâm thấu xương nhiệt độ thấp lấy kinh người xu thế hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp đông lại bốn phía. Sinh vật, thủy, không khí chờ, các loại, mọi người đồ đạc trong khoảnh khắc trong nháy mắt bị đông kết. Ở nhiệt độ thấp triệt để bạo phát sau đó, mấy vị kia đệ tử đều chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị nó toàn bộ đông lại. Loại này nhiệt độ thấp không ngừng đông lại nhục thân, thậm chí còn liền thần hồn đều bị đông lại. Hưu. Lại phía trước kinh nghiệm, lần này tầng giao ngược lại là không có gì ba động, một vệt thần quang phục ra mà ra, đem mấy người thần thể nổ nát vụn, triệt để mặc sát mấy vị đệ tử trẻ tuổi. Những người này đến chết cũng không biết. Tại sao mình lại chết ở một cái thần cung cảnh trên người cô bé? Sau đó, đại lượng tu sĩ điên cuồng dũng mãnh vào tiến đến, bởi nơi cửa tu sĩ đều bị gian trần tiêu diệt, tự nhiên không có ai ngăn bọn họ. Đưa tới vô số tu sĩ toàn bộ dũng mãnh vào tiến đến. Cái này cũng đưa tới toàn bộ tiểu thiên địa rơi vào hỗn loạn tưng bừng ở giữa chí dương tông bên kia trưởng lão càng là không gì sánh được tức giận, đến tục cùng là ai giết lão tam bọn họ. Không muốn bị chúng ta biết, không phải vậy tất nhiên muốn chết cũng không thể. Vị trưởng lão này tức nổ tung, bọn họ kế hoạch tiến hành rất cốt, chỉ cần lão tam có thể chống đỡ người bên ngoài, đợi đến đám tông chủ đến đã đủ đem đồ vật bên trong toàn bộ thu dưới. Bây giờ lão tam tử vong, nơi cửa không người trấn thủ. Cái này cũng đưa tới mọi người dũng mãnh vào, bọn họ kế hoạch cũng rơi vào khoảng không. Chương 75, đi lại Diêm Vương. Canh thứ tư, cầu hoa tươi. Theo vô số tu sĩ dũng mãnh vào. Nguyên bản bình tĩnh thế giới cũng bị đánh vỡ, các loại thanh âm nối liền không dứt vang lên. Bảo vật động lòng người, cơ duyên khiến người ta điên cuồng. Ở vô số bảo vật cùng cơ duyên trước mặt, đại bộ phận hóa thành người điên. Đặc biệt là những tán tu kia, tùy tiện một cái thiên tài địa bảo đều đủ để để cho bọn họ điên cuồng. Cái này cũng đưa tới bên trong thế giới này chiến đấu không ngừng, chiến hỏa liên miên bất tuyệt, tịch quyển cả thế giới. Dù cho gian trần thân ở với đỉnh núi, thường xuyên đều có thể nghe được các loại tiếng nổ mạnh cùng chiến đấu tiếng. Đồng thời, ở nơi này thu hẹp bên trong thế giới, một tin tức lan truyền nhanh chóng. Ở cái địa phương này có một cái cực kỳ khủng bố tiểu cô nương, có đếm không hết phù chú. Những thứ này phù chú đều uy lực cự đại, tùy tiện một khắc kia đều có thể so với đại tôn cảnh một kích toàn lực. Chỉ cần gặp phải nàng tất nhiên phải lập tức chạy trốn, nếu không biết hài cốt không còn. Bởi tầng giao kiều tiểu thân hình thêm lên nhỏ yếu tu vi, đưa tới bị vô số người để mắt tới rồi điều này làm cho đưa tới vô số người vì vậy vẫn lạc đặc biệt là cái kia đếm không hết phù chú rơi xuống làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật dựa vào vô số phù chú tận giao ở mảnh thế giới này hầu như đi ngang các ngươi đám này bại hoại một cái bé gái cái gì cũng đoạt liền tiểu cô nương đều muốn giết nổ chết các ngươi tần giao vung tay lên mấy cái phù chú bay ra hóa thành ngập trời công phạt hướng phía phía trước tịch quyển mà đi có thể so với đại tôn cảnh uy năng triệt để bạo phát phương viên trên trăm dặm bị sang thành bình địa tuy là tầng giao thủ đoạn làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật thế nhưng cũng để cho rất nhiều người để mắt tới rồi chủ yếu tầng giao quá giàu có các loại có thể so với đại tôn cảnh phù chú không cẩn tiền ném người giống vậy của cải tất nhiên phong phú nếu như bọn họ có thể cướp đoạt đã đủ nhất phi trùng thiên đối với lần này tầng giao trở thành một số người để mắt tới mục tiêu đương nhiên cũng có người minh bạch tầng giao dám ở cái địa phương này hoành hành phía sau tất nhiên có người theo hơn nữa có thể xuất ra nhiều như vậy tinh phẩm phù chú, bối cảnh có thể sai đi nơi nào. Để mắt tới người như thế, đây không phải là thỏa thỏa muốn chết sao? Cho nên đối với tầng giao nhượng bộ lui binh. Thế nhưng đối với một số người mà nói có thể không phải như vậy nghĩ. Đao kiếm liếm huyết, cũng mặc kệ những thứ này. Cũng không để ý sau lưng ngươi có bao nhiêu bối cảnh, có thể bắt được mượn đến. Lấy không được liền chết. Hoàn toàn bị Tham Lam chi phối tâm linh. Làm sao người càng ngày càng nhiều tần giao nhìn lấy không ngừng đến gần thân ảnh nhướng mày nàng đều không biết giết bao nhiêu người thế nhưng người cũng không có thay đổi thiếu ngược lại càng ngày càng nhiều hơn nữa rất nhiều người ở sau lưng ẩn giấu đi điều này làm cho tần giao cực kỳ đau đầu vốn là cho rằng dựa vào phù chú có thể khuyên lui những người này hiện tại ngược lại làm cho tiền lan càng ngày càng nhiều còn tới nhìn lấy mấy người hướng phía bên này qua đây tần giao vô ý thức cầm đi phù chú ném qua nhưng mà phù chú đã bị nàng dùng hết không có. Tần giao sắc mặt đại biến, trong lòng hơi động. Một phương bảo tháp vô căn cứ mà hiện, bao phủ trên đầu nàng. Vô số công phạt đánh vào trên bảo tháp, lại không nhúc nhích được rồi bảo tháp mảy may. Tần giao sử dụng phù chú nhiều lắm, đưa tới phù chú đã dùng hết rồi. Nàng phù chú đã dùng hết rồi. Động thủ. Chứng kiên tần giao không ở sử dụng phù chú, ngược lại sử dụng còn lại thần binh. Nguyên bản ngắm nhìn đám người bỗng nhiên đứng dậy, lập tức hiện thân. Bọn họ cho, các loại, chính là cái này Phù chú là vật tiêu hao, chung quy có thể dùng xong một ngày. Một ngày phù chú không có, như vậy tầng giao cũng triệt để không có thủ đoạn. Ầm ầm. Ở biết được tầng giao không có phù chú qua đi, đám người dồn dập động thủ. Vô số công phạt giống như hồng thủy một dạng, hướng phía tầng giao anh kích mà đến. Bất quá tầng giao bảo tháp không thể phá vỡ, ung dung đem các loại công phạt ngăn trở. Các vị không cần hoảng sợ, thần binh ở kiên cố cũng có phá toái thời điểm, chỉ cần chúng ta liên thủ cùng một chỗ, tất nhiên có thể đánh toái cái này thần binh. Đến rồi cái kia thời gian tự nhiên có thể trảm sát nàng, từ đó cướp đoạt trên người bảo vật. Ta muốn vì sư huynh báo thù. Đáng chết tiểu quỷ, ta muốn vì phụ thân báo thù. Ta muốn báo thù. Thanh âm của mọi người vang lên, vô số báo thù âm thanh cuốn tới. Làm cho không ít người khóe miệng giật một cái, những người này chuyện gì xảy ra? Đều là bạn Đường Hà tất làm bộ là muốn báo thù. Cái gì vì phụ thân, vì tỷ tỷ, là sư huynh báo thù đều tới. Các ngươi người bên cạnh nếu như biết, thật phải cảm ơn ngươi kỳ thực tần giao cũng tê dại rồi nhiều người như vậy tìm nàng báo thù nghe bọn hắn nói nhân số đều có mấy trăm nàng có giết người nhiều như vậy giang trần còn không xuất thủ tần giao có chút lo nghĩ đã không có phù chú nàng dường như không có răng lão hổ hoàn toàn không có năng lực chiến đấu đương nhiên cũng chỉ là bởi vì người bên ngoài nhiều lắm hơn nữa cảnh giới cao hơn nàng nhiều lắm nếu không đều là thần cung cảnh nàng vẫn còn có chút tự tin không được ta không thể ngồi chờ chết nếu như chậm chạp không ra tay, sớm muộn sẽ bị những thứ này công. Phá thần binh. Nghĩ tới đây, tần giao thần sắc từng bước lãnh đạm đứng lên, trong tay hiện lên một thanh kiếm thần. Hưu. Thần kiếm sông ngang mà ra, giống như giống như giải lụa hướng phía đoàn người chém tới. Hai thanh chuẩn thánh binh, cái này tiểu cô nương đến tột cùng là bối cảnh gì? Trong lòng mọi người trực nhảy. Đếm không hết đại tôn kỳ phù chú, còn có hai thanh chuẩn thánh binh. Cái này bé gái nội tình viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn đặc biệt là chuẩn thánh binh giá trị để cho bọn họ cảm thấy hải nhiên, như loại này thần binh bọn họ chỉ là nghe nói qua, chỉ có số ít gặp qua. Giúp nàng, mấy thứ này liền đều là của chúng ta rồi hả? Tham lam khiến người điên cuồng. Ở hai kiện chuẩn thánh binh trước mặt, bất luận kẻ nào đều không thể bảo trì bình tĩnh, huống hồ tu vi một dạng, bọn họ đã đủ tùy tiện đều có thể mặc sát, chỉ là ý vào thần binh lợi hại có thể kiên trì nổi mà thôi. Chỉ cần bọn họ có thể công phá thần binh, mấy thứ này đều là bọn họ. Nghĩ đến những thứ này, những thứ này trực tiếp điên cuồng lên. Thương thương thương. Vô số công kích rơi vào cổ tháp trên người, làm cho cả cổ tháp không ngừng rung rẩy. Cũng để cho tầng giao tâm tính không ngừng mà dao động, một cổ sợ hãi bắt đầu lan tràn. Bất quá rất nhanh bị áp chế xuống, thậm chí còn có chút hưng phân. Trong mắt tràn đầy khát cầu. Ở nguy hiểm phủ xuống thời điểm, kinh sợ là người thường tình. Chỉ có rất ít người có thể ở nguy hiểm trước mặt giữ được tỉnh táo, thậm chí còn điên cuồng. Tần giao xem như là rất ít người cảm nhận được cổ tháp đang rung rẩy, tầng dao càng ngày càng hưng phân lên. Liên sọ hải đều triệt để quét một cái sạch. Phản phất những cái này mới là nàng khát vọng. Nàng giống như lao ra nhà tù chim nhỏ một dạng, rốt cuộc bước vào rộng lớn bầu trời. Trăm dạ huyền chim. Tầng dao khẽ quát một tiếng, thanh thần kiếm kia thần quang nở rộ, xuất phát ra mấy trăm đạo thần quang, thần quang hóa thành huyền điểu, giống như mấy trăm con huyền điểu hoành hành, trải rộng toàn bộ thiên khung, hướng phía đám người tịch quyển mà đi. Dù cho tu vi có chênh lệch, thế nhưng ở thần binh gia trì phía dưới dĩ nhiên làm cho tầng giao chiến lực không thấp một ít hồn hải cảnh mấy lần bị trọng thương thậm chí còn trực tiếp bị mạt sát đối mặt với mấy trăm người vây công phía dưới tầng giao nếu còn có thể giết không ít người ta tới đột nhiên một đạo gầm lên vang lên khí tức kinh khủng lan tràn ra sinh tử cảnh khí tức một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống che khuất bầu trời giống như như lai thần trưởng một dạng trấn áp thiên địa trầm một tiếng cổ tháp rốt cuộc không kiên trì nổi, tản ra đi ra lồng bảo hộ triệt để nghiền nát, toàn bộ cổ tháp cũng theo đó mờ đi. Theo cổ tháp mất đi hiệu lực, tần dao cũng triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Vô số song không có hảo ý ánh mắt nhìn chầm chằm tần dao, sát khí tứ phía, giống như vô số thương vang vọng len ken thần binh một dạng, làm cho bốn phía bầu không khí rơi vào trầm mặt. Chết! Cái kia vị sinh tử cảnh lại một lần nữa xuất thủ, hướng phía tần dao chụp tới. Đối mặt với đánh tới đại thủ, tần dao vóc người để bạc, khóe miệng hiện lên một vệt cười nhạt dĩ nhiên không có chút nào thất kinh. Điều này hiển nhiên không phải bình thường tiểu cô nương có thể có tâm tính cùng thần tình. Không ít người thấy vậy chấn động trong lòng. Cái này tiểu cô nương đến tột cùng là lai lịch gì, sinh tử thời gian dĩ nhiên không động dung chút nào. Coi như là bọn họ, cũng không có tầng giao như vậy thông dong. Chương 76, chuẩn thánh đột kích. Sau một khắc, bọn họ lập tức minh bạch rồi. Trầm một tiếng. Không có dấu hiệu nào, cái kia vị sinh tử cảnh thân thể chợt nổ tung, huyết sái trời cao, thần hồn đều trực tiếp vỡ tan, hoàn toàn bị mạt sát, trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Sau một khắc, giống như vô số khí cầu bị đâm thủng một dạng, quanh mình đoàn người thân thể không ngừng mà nổ tung. Giống như là hiệu ứng domino giống nhau, chỉ là ngắn ngủi hai giây. Quanh mình các tu sĩ toàn bộ vẫn lạc, không có bất luận cái gì một cái người ngoại lệ. Nguyên bản huyên náo hoàn cảnh lập tức trở nên yên lặng. Giống như là bị đè xuống tạm dừng kiện một dạng. Vô số tiên huyết chậm chậm lưu động, giống như sông dài một dạng trải rộng bốn phía, thổ địa tức thì bị vô số tiên huyết thẩm thấu, hóa thành một mảnh nhỏ huyết sắc, có nhiều chỗ thậm chí còn phơi bày hắc sắc. Đếm không hết thi hài nằm ở bốn phía. Trong đó, tầng giao vóc người cao ngất, trên người tràn ngập một cổ kinh khủng sát khí, khiến người ta trở nên tim đập nhanh. Xa xa quan vọng, cũng hoặc là mới vừa chạy tới người. Ở thấy như vậy một màn, trực tiếp bị dọa phát sợ, lập tức quay đầu rời đi. Mới vừa tràn cảnh, mang cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Mây trăm vị tu sĩ, sinh tử cảnh cũng tốt, chân vương cảnh cũng được, trong khoảnh khắc bị mạt sát. Giống như là một cái bàn tay vô hình bóp chết một đám giống như con kiến. Mênh mông vĩ lực để cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đám này ngu xuẩn vật bị tham lam chỉ phối, cái này tiểu cô nương dám ở chỗ này không kiên nể gì cả hoành hành, phía sau nếu là không có cường giả chống đỡ, há lại dám làm như thế. Húng hồ liền cái loại này phù chú không cần tiền ném ra, bối cảnh khẳng. Định không đơn giản, ở tại phía sau khẳng định có cường giả hộ đạo. Muốn giết loại này bối cảnh người, không phải tại tìm chết. Có người ở cười nhà. Hắn là rất ít người ở giữa tương đối tỉnh táo. Hắn biết rõ một cái thần cung cảnh có thể ở cái địa phương này tùy ý hoành hành, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Hơn nữa tất nhiên có cường giả ở sau lưng, thực lực khó có thể tưởng tượng. Nếu như di chuyển nhân vật như vậy, bọn họ chắc chắn phải chết. Hắn vẫn có một cái tín niệm. Không sợ có tiền, chỉ sợ thực lực yếu hơn nửa niên kỷ còn nhỏ. Giống như các phương diện đều phù hợp, đây tuyệt đối là đi lại diêm vương theo treo chọc đến người đó chết. Qua đi. Tần giao hướng phía Giang Trần phản hướng phi đi. Nàng hơi mệt chút. Trải qua nhiều trận đại chiến, trong cơ thể thần lực tiêu hao hầu như không còn, vô cùng vẻ oải. Thể nghiệm như thế nào? Giang Trần nhìn lấy trở về Tần Giao hỏi. Còn được. Rất kích thích. Nói đến chuyện lần này, Tần Giao cũng có chút phấn chấn. Một lần này lịch lãm, hoàn toàn mở ra tân thế giới đại môn. Cũng để cho Tần Giao nhãn giới, nội tâm mở rộng rất nhiều đặc biệt là cổ thác nghiền nát một thác kia, tần giao tâm cảnh không ngừng ở kéo lên. Có chút mệt mỏi, ta ngủ một giấc. Như Ngọc tỷ tỷ nếu như kết thúc, cho ta biết một cái. Vừa nói, tần giao ngáp, ông lấy Giang Trần bắp đùi đi nằm ngủ hạ. Còn là tiểu hài tử tâm tính. Bất quá đại tần hoàng để muốn cảm tạ ta, có một lần này lịch lãm, tần giao phỏng chừng sẽ không theo nguyên bản một dạng rồi. Tâm tính cũng tốt, tâm tính cũng được, phỏng chừng có tăng lên trên diện rộng. Giang Trần trong lòng âm thầm nói rằng, hắn là không thế nào muốn thấy được tầng giao cùng nguyên bản giống nhau luyến ái não, hoàn toàn bị người chỉ phối. Nếu là như vậy, vậy quá tệ. Đột nhiên, cách đó không xa quan đoàn ở giữa, lưỡng đạo hắc bạch song sắc thần quan sông ngang mà ra, sông thẳng vân tiêu, trong nháy mắt đem trọn cái thiên khung nhuộm đẫm thành hắc bạch song sắc, giống như âm dương đại đạo thực chất hóa một dạng cuồn cuộn khí tức triệt để lan tràn mà đến. Cái kia sông thẳng vân tiêu, thanh thế thật lớn quan trụ càng là hấp dẫn vô số người chú ý. Có bảo vật xuất thế, Thật là lớn thanh thế, đây tục cùng là bảo vật gì? Chủng thánh binh? Thậm chí còn thánh binh? Có khả năng hay không sẽ là truyền thừa? Đoạt, ai có thể cướp được là có thể nhất phi trùng thiên. Xong. Thanh thế vô cùng cự đại, trong nháy mắt trở thành thế giới tiêu điểm. Mọi người đều bị hấp dẫn. Cho là cái gì thạch phá thiên kinh cơ duyên xuất thế? Hầu như hơn phân nửa tu sĩ toàn bộ hướng phía bên này chạy tới. Thấy thế. Giang trần đầu ngón tay hiện lên một vệt thần quang, bay đến giữa không trung lập tức vô số đạo vân hình thành một cái đặc biệt phát trận, đem trọn cái khu vực bao phủ cùng một chỗ. Bây giờ là nhan như ngọc thời khắc quan trọng nhất. Nếu là bị người quay rối, có thể kiếm củi ba năm thiêu một giò. Hắn tự nhiên không thể để cho những người này quấy rối. Rất nhanh. Nhóm người thứ nhất liền chạy tới. Trước tiên đã bị trước mặt quan đoàn hấp dẫn lấy, thế nhưng rất mau nhìn đến cách đó không xa gian trần cùng cạnh bên tầng giao. Đối với tầng giao, bọn họ nhưng là ký ức khắc sâu. Cái này là hoạt thoát thoát diêm vương, không biết bao nhiêu người bởi vì nàng chết. Ta xem không ra cảnh giới của hắn. Ta cũng nhìn không thấu. Đáng chết, không thể đoạt. Khi mọi người cảm giác gian trần tu vi, lại phát hiện căn bản là không có cách cảm giác, giống như mênh mông tỉnh hà một dạng, thâm bất khả trắc, mênh mông vô biên ở tại trước mặt, tự thân giống như đại dương mênh mông chính giữa một chiếc thuyền con. Giống như tinh hà ở giữa yếu ớt tinh thần một dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi đi thôi, ta không cần rồi. Mới vừa mấy trăm người trong nháy mắt chết thảm, hơn phân nửa liền là tác phẩm của người này, các ngươi muốn tìm cái chết cho các ngươi đi. Có người lập tức lui ra. Hắn là cảm thấy phía trước vây công tầng giao nhân là chết như thế nào. Mấy trăm người trong khoảnh khắc hủy diệt. Không có dấu hiệu, thoáng cái liền chết. Có thể ủng có loại này thủ đoạn người, thực lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Cũng không là bọn hắn có thể chống đỡ. Đi qua tuyệt đối cùng những người đó giống nhau. Lời này vừa nói ra. Đám người dồn dập dừng bước, cũng không dám về phía trước rất sợ bước lên trước đã bị gian Trần trảm sát. Bất quá rốt cục vẫn phải không hề sợ chết, cũng hoặc là người to gan. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, các ngươi không dám để ta tới. Một vị dáng người khôi ngô tráng hán gầm lên một tiếng, hướng phía quan đoàn sông thẳng tới. Sau một khắc, tráng hán thân thể nổ tung, thần hồn câu liệt. Trong nháy mắt vẫn lạc. Thấy như vậy một màn, nguyên bản xuẩn xuẩn dục động một số người lập tức dừng bước. Giáo huấn ở trước mắt, không thể không khiến bọn họ thanh tĩnh có lệnh sống, tài năng, mới có thể có nhiều hơn bảo vật, mất mạng sống có nhiều đồ hơn nữa đều vô dụng. Các ngươi tiếp tục, ta đi. Lại có một người trực tiếp lùi bước. Không có biện pháp, trước mặt giáo huấn đã nói cho bọn hắn biết. Nếu như còn chấp mê bất ngộ sẽ phía trước người kia giống nhau. Hơn nữa thực lực của người kia cực kỳ tốt. Thật vương ngủ nặng. Thả ở trong đám người coi như là một vị cường giả. Mà ở phía trước người kia trước mặt, lại như là kiến hôi bị bóp chết bởi vậy có thể tưởng tượng thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Rất nhanh càng ngày càng nhiều người lùi bước, người chung quanh từng bước ít đi. Đương nhiên cũng có không cam lòng người không hề rời đi, trơ mắt nhìn phía trước quan đoàn còn có cách đó không xa gian trần. Trong lòng không gì sánh được khát vọng, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn biết không thể tới. Ở hai người đặc thù tâm tình phía trước làm cho hắn tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể chờ. Theo thời gian trôi qua, rời đi người càng ngày càng nhiều, từng bước không có người nào ở mà ở trong đó cũng trở thành đám người ngầm thừa nhận tấm khu không người dám giao thiệp với. Thẳng đến một người xuất hiện, loại cục diện này mới, chỉ có, sinh ra cải biến. ầm ầm Một cổ vô ngần uy áp cuốn tới, kèm theo tiếng rít bén nhọn, hư không muốn triệt để nổ tung một dạng bên phải. Một đạo vòi sen lấy thần quan thân ảnh chậm rãi đi tới, giống như thái dương thần đồng dạng, cuồn cuộn uy áp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chí dương tông tông chủ, hắn cuối cùng đã tới. Chuẩn thánh cường giả, không biết hắn có thể không thể động đối phương. Không ít người nhận ra thân phận của người đen chính là Chí Dương Tông Tông Chủ, một vị chuẩn thánh cường giả. Cũng là âm dương hải nhất cường giả đứng đầu. Chương 77, ta không có ngươi như vậy ngu xuẩn. Rốt cuộc tới sao? Giang Trần sắc mặt không có bất kỳ sóng lớn. Sớm có dự liệu. Chí Dương Tông dẫn đầu chiếm lĩnh nơi đây, Chí Dương Tông Tông Chủ không đến mới là lạ. Ta dĩ nhiên nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Chí Dương Tông Tông Chủ nhớ mày, điều này cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Hắn dĩ nhiên không cách nào xem thấu Giang Trần cảnh giới là cái gì. Điều này đại biểu đối phương có che đậy cảm giác thần binh, cũng có tu vi mạnh mẽ hơn hắn nhiều, đưa tới hắn không cách nào xem thấu đối phương cảnh giới. Nếu như người trước còn tốt, hắn còn có thể ứng phó. Nếu như người sau, cho dù là hắn đều khả năng qua đời ở đó. Điều này đại biểu đối phương, ít nhất, là một vị thánh nhân cảnh, chân chính thánh cảnh. Chúng ta tông môn tam trưởng lão có thể hay không là ngươi tru diệt. Chí dương tông tông chủ mâu quan rơi vào gian trần trên người, cùng cuộn khí tức lan tràn ra, hầu như toàn bộ bao phủ ở gian trần trên người đây là một loại thăm dò. Hắn nhớ biết đối phương có thể hay không thừa nhận chính mình uy áp. Nếu là có thể, đại biểu cho thực lực của đối phương không tầm thường. Nếu là không được, như vậy đại biểu cho đối phương không bằng chính mình. Người nói phía trước cản tại cửa người muốn giết ta. Nếu là bọn họ lời nói, ngược lại là ta xuất thủ. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, trực tiếp thừa nhận. Đối mặt với Chí Dương Tông Tông chủ khí tức càng là không có bất kỳ ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng, hơn nữa trực tiếp thừa nhận, điều này đại biểu đối phương căn bản không sợ ta. Chí Dương Tông Tông chủ nhướng mày, trong lòng trầm tư, không biết xử lý như thế nào. Trong tông môn trưởng lão và đệ tử chết ở gian trần trong tay. Thành tựu tông chủ tất nhiên không thể ngồi nhìn bất kể. Thế nhưng đối phương rất có sức mạnh, hơn nữa không cách nào xem thấu cảnh giói của hắn, điều này làm cho Chí Dương Tông Tông chủ cực kỳ do dự. Nếu như đối phương là một vị thánh nhân đâu? Vậy nếu là xuất thủ, đó không phải là đem chính mình nhập vào. Hắn trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt tu sĩ, thật vất vả đạt được cảnh giới này cũng không muốn lúc đó hãm đi xuống chí dương tông tông chủ như thế nào còn không ra tay đối phương đều trực tiếp thừa nhận dĩ nhiên có thể kiềm chế được xem ra chí dương tông tông chủ cực kỳ kiên kỵ đối phương a không phải vậy dựa theo tính cách của hắn đã sớm xuất thủ người nọ đến tột cùng là tu vi bực nào dĩ nhiên có thể để cho chí dương tông tông chủ đều do dự bốn phía các tu sĩ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ tính khí sôi động chí dương tông tông chủ dĩ nhiên có thể nhẫn nại ở phải biết rằng Chí Dương tông tông chủ ở nổi danh tính khí sai, chỉ cần có cái gì đối với hắn không thuận, đều sẽ quả đoán xuất thủ. Giống như là một cái đi lại hỏa sơn giống nhau. Nhưng mà người như vậy đang nghe trong môn Tam trưởng lão bị chém giết, đối phương còn thừa nhận, dĩ nhiên cũng không dám xuất thủ. Nguy hiểm thật ta chi 253 trước không có xuất thủ, không phải vậy đã sớm chết tươi. Không ít người trong lòng may mắn. Liên Chí Dương tông tông chủ đều như vậy, như vậy thực lực của đối phương tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nếu như bọn họ không cách nào nhịn được được, hạ tràng phỏng chừng cùng những người đó không sai biệt lắm. Trực tiếp bị mạt sát, căn bản là không có cách chống lại. Người này ngược lại là cố gắng thận trọng. Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đối phương biết sau đó biết vội và xuất thủ đâu. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người. Căn bản không có động thủ. Tự hồ đang kiên kỳ cái gì. Một lúc lâu qua đi. Chí Dương Tông Tông chủ vẫn là án binh bất động, bất quá hắn cũng không có đến đây rời đi, thiển thức ánh mắt đều nói rõ hắn vẫn còn đang suy tư, còn đang do dự. Thêm lên phía trước bảo vật phía trước, làm cho hắn không thể không thận trọng suy nghĩ. Đại khái qua hai canh giờ. Ẩm ẩm. Lại là một đạo chuẩn thánh uy áp cuốn tới. Lần này tới là một vị tóc trắng xóa, đem hành liền một lão giả, trên người cau mày tập hợp, ngọn đèn khô tẩn, giống như là tùy thời muốn chết đi một dạng. Vị lão giả này xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Thái thượng trưởng lão. Thấy lão giả đến, Chí Dương Tông Tông chủ kêu một tiếng. Chuyện gì xảy ra, vì sao không ra tay? Ta nghe lời nói này chém giết Tông Môn không ít đệ tử. Thái thượng trưởng lão như mày, thoáng bất mãn. Bởi vì chết đi tam trưởng lão là cháu của hắn. Bây giờ cừu nhân phía trước, Chí Dương Tông Tông chủ dĩ nhiên không ra tay, ngược lại làm đứng. Ta xem không ra người này tu vi. Chí Dương Tông Tông chủ mâu quan thiểm thước, thành thật trả lời, ta hoài nghĩ người này tu vi, ít nhất. Ở thánh nhân cảnh. Giống như nhân vật như vậy, dù cho người ta liên thủ không phải là đối thủ của đối phương nghe vậy lão giả mắng nhỏ một tiếng ngu xuẩn vật hắn muốn thực sự là thánh nhân cảnh chúng ta há có thể cảm giác không đến đối phương thánh cảnh khí tức ngươi cũng không phải là không có trải qua thánh nhân cảnh thánh cảnh độc hữu khí tức chỉ có đặt chân cảnh giới này tài năng mới có thể cảm giác được đối phương nếu là thật chính là thánh nhân cảnh dù cho ở làm sao ẩn giấu chúng ta đều là có thể cảm giác được trừ phi đối phương ít nhất là đại thánh cảnh giới nói đến đây lão giả cười lạnh một tiếng đại thánh sao mà rất thưa thất làm sao có khả năng đi tới cái chỗ này như đối phương thực sự là đại thánh cảnh giới như vậy chỉ đổ thừa chúng ta vận khí không tốt chết thì chết ngươi khẳng định không thèm để ý a à. tầm giờ chỉ còn lại mấy năm tuổi thọ ngọn đèn khô tẩn. lão tử còn đã mấy trăm năm thậm chí còn mấy ngàn năm thọ mệnh đâu chí dương tông tông chủ trong lòng mắng to cái này lão bất tử vốn là không bao lâu thời gian sống rồi coi như hiện tại chết thì chết thế nhưng hắn không giống với, thọ mệnh còn dài mà. Há có thể nói chết thì chết. Coi như muốn chết, cũng bị lôi kéo ta à. Ngươi không dám. Lão giả nhìn ra chí dương tông tông chủ tâm tư. Người này nhìn như tính khí bạo tạc, kỳ thực cực kỳ cẩn thận cùng sợ chết. Trừ phi có tất có nắm chặt, không phải vậy sẽ không động thủ. Bây giờ coi như bởi vì không có nắm chắc, hắn mới không dám xuất thủ. Không dám. Chí Dương Tông Tông chủ thành thật trả lời. Ngươi. Lão giả trực tiếp bị tức chết, người này dĩ nhiên che giấu cũng không che giấu tờ mờ giờ hắn liền chưa từng thấy qua như thế kinh sợ nhân hết lần này tới lần khác như thế kinh sợ nhân dĩ nhiên thành vì tông chủ của bọn họ sống biết như vậy ta để ngươi sư đệ thượng vị lão giả trong lòng hận a à, sớm biết người tông chủ này như thế kinh sợ, để người khác thượng vị mà không phải đẩy hắn đi lên chuyện cũ năm xưa cũng đừng nói trước đây sở dĩ đẩy ta cũng là ngươi không có tuyển trạch hơn nữa ta thượng vị sau đó ngươi cũng không thua thiệt đáp ứng ngươi sự tình cũng làm nếu không phải là ta thượng vị, ngươi năm đó còn có thể sống sót. Chí Dương Tông Tông chủ xem thường nói ra, ta biết ngươi thọ mệnh không lâu, ngươi nghĩ tìm kiếm một ít bảo vật lâu dài thọ mệnh. Những thứ này ta không phản đối, ngươi có thể chính mình tranh thủ, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Muốn chết chính mình chết, ta không muốn đáp lên tự ta. Vừa nói, Chí Dương Tông Tông chủ một bên đi xa. Xa xa đem lão giả kéo dài khoảng cách. Thận trọng, nhắc gan là hắn nhân sinh châm ngôn. Đã dung nhập trong xương, tất nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Tỉnh cảnh hôm nay, hắn không có một phần chắc chắn. Đương nhiên sẽ không đi làm. Hơn nữa lão giả đến, cũng để cho hắn chứng kiến một chút hy vọng sống. Không nếu như để cho cái này lão bất tử thử một chút, có thể cho hắn biết thực lực đối phương đến tột cùng như thế nào. Nếu như thực lực một dạng, hắn có thể nhờ vào đó xuất thủ, chia một chén súc. Nếu như đối phương dường như chính mình phỏng đoán một dạng, có người giúp hắn chịu chết cũng có thể. Điểm trọng yếu nhất, cái này lão bất tử không cách nào cự tuyệt người nhu nhược. Tảo giả trực tiếp chọc tức, như thế kinh sợ, như thế người sợ chết. Cũng không biết người này dựa vào cái gì có thể tu luyện tới cảnh giới này. Chương 78, đừng nghĩ kéo ta đi chịu chết, canh thứ năm, cầu hoa tươi. Ta muốn là theo con trai của ngươi giống nhau lăn đầu thanh một cái, cái gì đều muốn, cái gì cũng cướp đã sớm chết rồi. Ta địa vị hôm nay cùng thực lực, đều là bởi vì ta thận trọng lấy được. Ngươi cũng không cần mắng ta cái gì, ngươi cũng sống không được bao lâu, hơn nữa trước mặt đồ đặt đem là ngươi một vị lâu dài tuổi thọ cơ hội, thì nhìn ngươi dám không dám đánh bạc một lần. Chí Dương Tông Tông chủ cười lạnh liên tục. Hắn đây là đang kích cái này lão bất tử. Đồng thời cũng ở nói cho cái này lão bất tử, đây là lựa chọn duy nhất. Lui ra thì triệt để chết đi, tiến vào thì có một chút hy vọng sống. Ngươi để cho ta cho ngươi dò đường. Lão giả mâu quan âm lãnh. Ừm. Đều đã vạch mặt, cũng không có chuyện gì để nói. Chí Dương Tông Tông chủ trực tiếp thừa nhận ngược lại đối phương cũng không làm gì được hắn. Đánh cũng đánh không lại hắn, toàn bộ tông môn lại bị hắn khống chế. Có thể nói các phương diện mình cũng nói nghiền ép đối phương, sở dĩ căn bản không cẩn e ngại đối phương. Đừng cho ta tìm được cơ hội. Lão giả khí cấp công tâm, sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp bị chọc tức. Hắn hiện tại hận không thể đem đối phương làm thịt rồi. Thế nhưng Chí Dương Tông Tông chủ lời nói này nói xác thực không có mau bệnh. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây. Lão giả bình phục tâm tình, hướng phía phía trước quan đoàn dương tay vồ một cái. Giống như chuyện đột nhiên xảy ra, không ít người đều không có phản ứng kịp, một tay đã xuyên việc hư không nắm tới. Sau một khắc, trẫm một tiếng. Con kia khô héo cánh tay triệt để nổ tung, tiên huyết rủ xuống ở giữa không trung, không cách nào hạ xuống. Chết. Chỉ biết nếu muốn đạt được trước mặt đồ đạc, chỉ có đem nam nhân trước mặt trảm sát, lão giả trong mắt hiện đầy sát khí, một cổ khí tức bàn bạc phúng ra ngoài, đó là vô cùng sinh cơ. Ở nơi này một cổ sinh cơ phía dưới, lão giả thân thể giống như là hồi phục một dạng. Trong khoảnh khắc trở thành một cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn người trẻ tuổi, tóc đen bay phấp phới, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Cửu Huyền Dương. Lão giả, không nên nói thái thượng trưởng lão chấp hai tay. Cực độ chính cái đại nhật nổi lên, nhiệt độ nóng bỏng lan tràn xuống, dường như muốn đem toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Thậm chí còn không gian tự hồ cũng bị dung hóa, toàn bộ không gian nhăn nhó. Thoáng cái đến gần tu sĩ thậm chí còn bị cái này một cổ nhiệt độ cao triệt để nóng chảy, đốt cháy sạch sẽ, hóa thành một xếp bụi mù, cho đến hoàn toàn biến mất cái này nhiệt độ cao đã so với bên ngoài Dương Hải còn kinh khủng hơn mấy chục lần. Đây cũng là Chí Dương Tông trấn tông tuyệt học, một môn cực kỳ cường đại bí pháp. Ngâm. Bỗng nhiên một đạo tiếng kiếm reo vang lên, trong nháy mắt quay lại cửu thiên thập địa. Vô ngần kiếm khí sôi trào mà ra, giống như đại dương mênh mông một dạng, bao phủ toàn bộ thiên khung. Ở tại phía trên có một thanh kiếm thần sông ngang mà ra, mang theo ngập trời kiếm ý, hướng phía phía trước chân áp tới đó thuộc về vô khuyết thánh binh khí tức triệt để bạo phát. Đại la đạo kiếm, gian trần trong tay vô khuyết thánh binh, chỉ bất quá rất ít sử dụng. Vô khuyết thánh binh. Thái thượng trưởng lão đồng tử co rụt lại, đối mặt với cuốn tới kiếm khí đại dương mênh mông, trong lòng kinh dị. Vô khuyết thánh binh thì như thế nào? Thái thượng trưởng lão gầm lên một tiếng, trên người bay ra một tòa đại đỉnh, trên chiếc đỉnh lớn đỏ bừng, khắc ấn vô số cổ xưa đạo văn, thần quan bao phủ, giống như một vòng đại nhật một dạng. Ẩm ẩm. Hai người đụng vào nhau, đại la đạo kiếm ngày càng ngạo nghề, giống như giấy một dạng xuyên qua đại đỉnh. Đánh. Đại đỉnh vỡ tan, triệt để ảnh hưởng đến thái thượng trưởng lão. Đây là hắn thần binh bổn mạng, cho hắn cùng một nhịp thở. Bây giờ hắn thần binh bổn mạng chém đứt, tự thân cũng chịu ảnh hưởng. Trực tiếp thâm thụ trọng thương. Kiếm khí xu thế tìm không thấy, ngập trời kiếm ý trong nháy mắt đem thái thượng trưởng lão bao phủ. Rầm 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 kinh khủng uy năng triệt để nổ tung, quanh mình hư không không ngừng vỡ tan, phản phất thiên địa hủy diệt một dạng, toàn bộ tiểu thiên địa tương tự muốn đi hướng hủy diệt, gần tan biến. Đột nhiên, ở vô tận kiếm ý ở giữa, một đạo nóng bỏng hỏa diễm bạo phát ra. Thái thượng trưởng lão trực tiếp xông đi ra, đôi cánh tay hướng phía Giang Trần chụp tới. Tốt ầm ĩ a. Đang ngủ tầng giao nhướng mày, cực kỳ chán ghét nói rằng. Hiển nhiên là thanh âm ảnh hưởng đến hắn. Nghe vậy, Giang Trần không khỏi mà cười, nhàn nhạt nói ra, có thể chịu đựng được nhất chiêu, ngược lại là có điểm năng lực. Bất quá quấy rối nàng ngủ rồi, cũng không kém đi xuống. Trong lời nói, Giang Trần cơ thể hiện ra bạch sắc thần quang, vô số đạo vân từ huyết nhục ở giữa hiện lên, giống như là khắc ấn ở trong huyết nhục, khắc ấn ở trong xương một dạng, cùng cuộn khí tức tịch quyền mà ra, có cao hơn hết thảy uy áp cùng khí tức. Đại Tôn Kỳ Tam Trọng Cảm giác được Giang Trần cảnh giới, lão giả mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chỉ là Đại Tôn Kỳ Tam Trọng, lại có chiến lực như vậy. Quanh Giang Trần kích hoạt hỗ nguyên đạo thể, quả đấm to lớn giống như giống như sao băng đánh ra. Đại đạo ẩm vang, đại đạo sôi trào. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo ở chỗ này hiển hiện ra, lấy thần phục tư thái hướng phía gian trần tuần lễ. Không có thật lón thanh thế, cũng không có bao la hùng vĩ ba động. Chỉ là nhẹ nhàng một quyền, không gian giống như giấy một dạng vỡ ra tới, kể cả lấy thái thượng trưởng lão trực tiếp bị xé nứt. Trẫm một tiếng. Thái thượng trưởng lão thân hình nổ bể ra tới, chỉ có thần hồn còn sống ở thế. Người như nhược, hắn chỉ là một cái đại tôn kỳ tam trọng còn không xuất thủ thái thượng trưởng lão lòng nóng như lửa đốt hướng phía chí dương tông tông chủ gầm lên hắn không thể nào hiểu được chỉ là một cái đại tôn kỳ tam trọng tu sĩ vì sao tên nhát gan này còn không dám xuất thủ nếu là hắn xuất thủ bọn họ trảm sát đối phương còn không phải là vô cùng đơn giản ngươi nếu như muốn chết liền đừng vọng tưởng kéo ta xuống dưới một cái đại tôn kỳ tam trọng đánh ngươi dường như đã cẩu giống nhau ngươi cảm thấy ta gia nhập vào có tác dụng gì ta một cái chuẩn thánh tam trọng cũng liền cao ngươi một cảnh giới, đối lên có cái gì phần thắng. huống hồ đối phương cũng không có nhúc nhích quá. Muốn chết chính mình nhanh chóng chết đi. Chí dương tông tông chủ không nhịn được nói. Đồng thời thân hình không chia lìa đi, từng bước thanh âm hoàn toàn biến mất. Ngươi đến tột cùng là ai? Mặc dù ta chết, cũng cho ta chết minh bạch. Thái thượng trưởng lão tuyệt vọng nói rằng. Nếu như chết ở thánh cảnh trong tay, hắn còn không được tốt lắm hết lần này tới lần khác chết ở một cái đại tôn kỳ tam trọng tu sĩ trong tay. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Căn bản là không có cách minh bạch đối phương là ai. Ta càng thêm thích ngươi chết không minh bạch. Giang Trần không để ý đến hắn, nắm tay nhẹ nhàng chấn động. Kinh khủng thần lực trong nháy mắt đem đối phương thần hồn chấn vỏ. Cái này cũng đại biểu cho một vị chuẩn thánh cứ như vậy bỏ mình. Theo chuẩn thánh vẫn lạc, chung quanh đoàn người cũng triệt để cách xa. Cũng để cho Giang Trần khôi phục dĩ vãng tỉnh mịch đây là nơi nào nhô ra yêu nghiệt đại tôn kỳ tam trọng trảm sát chuẩn thánh vẫn là ung dung trảm sát không rõ ràng a à, khẳng định không phải người lân cận hẳn là xuất thân từ một cái thế lực lón đây không phải là lời nói nhảm ngoại trừ những thứ kia bất hủ thế lực ở ngoài ai có thể bồi dưỡng yêu nghiệt như vậy tồn tại các ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ tới trước đó không lâu thái sơ thánh tử không phải đại chiến quá hoàng thanh thiên dường như thái sơ thánh tử chính là đại tôn kỳ tam trọng ngươi nói như vậy đối phương thái sơ thánh tử rất có thể cũng chỉ có như vậy chỗ trú bên trong tài năng mới có thể ở cảnh giới này ung dung nghiền ép vậy cũng xác thực nghe đồn đỉnh tim thiên kiêu không cách nào làm được bộ dáng bây giờ cái kia cái chí dương tông thái thượng trưởng lão cũng là xui xẻo a à, gặp phải ai không tốt hết lần này tới lần khác gặp phải thái sơ thánh tử đây không phải là một loại vinh quang sao có thể chết ở thái sơ thánh tử trong tay ta mới vừa còn cảm thấy chí dương tông tông chủ quá sợ rồi hiện tại xem ra cẩn thận vẫn có chỗ tốt nếu không mình chết cũng không biết thận trọng, cẩn thận đây là một loại hài lòng tính cách, cũng là một loại sinh hoạt thái độ A. Về sau muốn học một học hắn mới được, không có hoàn toàn chắc chắn không thể làm. Đều nói hắn tính khí nóng nảy, bây giờ xem ra đều là biểu hiện giả dối. Đám người nghị luận ẩm tê. Chí Dương Tông hai vị chuẩn thánh để cho bọn họ cảm thụ thâm hậu. Thái thượng trưởng lão tìm chết chỉ đạo, còn có Chí Dương Tông Tông chủ thận trọng chỉ đạo. Đều đáng giá bọn họ học tập. Chương 79, Tinh thần đại đế truyền thừa. Ken, chúc mừng ngươi thối nát thành công, thu được tinh thần đại đế truyền thừa. Thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên. Hoảng sợ Giang Trần bỗng nhiên đứng lên, điều này cũng làm cho nguyên bản đang buồn ngủ Tần Giao thức dậy. Tần Giao vuốt mắt, thần thái mơ hồ, làm sao vậy Giang Trần, có địch nhân tập kích. Không có việc gì, ngươi tiếp tục ai? Giang Trần cố nén nội tâm kích động, vừa cười vừa nói. Ồ! Tần Giao lên tiếng, lập tức tiếp tục ghé vào Giang Trần trên đùi đang ngủ. Này cũng có thể thối nát thành công chẳng lẽ là ta không có can thiệp truyền thừa duyên cớ? Giang Trần có chút mộng so với, vốn là cẩm xuống thánh linh chỉ tâm hắn làm tốt không lay động một nát vụn chuẩn bị. Thêm lên cái này chỉ là một cái tiểu kịch tình. Hắn cũng không có lưu ý, nghĩ thẩm loại này tiểu kịch tình cho thưởng cho sẽ không thái cao. Ai biết dĩ nhiên thối nát thành công. Còn chiếm được một vị đại đế truyền thừa. Điều này làm cho Giang Trần tuyệt đối không ngờ rằng, bị đánh một cái trở tay không kịp. Xem ra thối nát không phải xem cả một cái kịch tình, mà là một ít đặc định đồ đạc không can thiệp không đi làm lời nói, đều sẽ đạt được thưởng cho. Phát hiện điểm này, Giang Trần trong lòng mừng như điên. Nếu là như vậy, lui về phía sau hắn có thể có rất nhiều tuyển trạch. Ở một ít trong võ kịch hắn có thể tuyển trạch thứ trọng yếu nhất không can thiệp là được. Tinh thần đại đế truyền thừa, cũng không biết là cái gì. Giang Trần trẫm ngâm khoảng khắc, bắt đầu tiếp thu tỉnh thần đại đế truyền thừa. Ông! Hầu như trong nháy mắt, mênh mông kinh văn giống như vỡ đê hồng thủy một dạng, điên cuồng dũng mãnh vào Giang Trần trong đầu mỗi cái kinh văn đều cực kỳ phức tạp, chịu tải lấy tinh thần đại đế cuộc đời đại đạo. Tinh thần đế kinh, tinh hải 18 thần thông, tinh thần pháp trận, tinh thần hư không cổ trải qua. Tinh thần đại đế truyền thừa khó có thể tưởng tượng, thần thông bí pháp đạt được hơn 10 chủng. Mỗi một chủng đều là tinh thần đại đế nghiên cứu cả đời, cũng là lĩnh ngộ cả đời đại đạo. Bên trong bao la vạn tượng, không ngừng tinh thần đại đế nguyên bản tinh thần đại đạo, còn có liên quan đến vô số đại đạo, như hư không đại đạo, âm dương đại đạo, vận mệnh đại đạo, thậm chí còn thời không đại đạo đều có liên quan đến. Mà những cái này đại đạo lĩnh ngộ cũng ngưng tụ thành một thì thì thần thông, hội tụ ở tinh hải 18 thần thông ở giữa. Còn có một chút đối với luyện đan, luyện khí, trận pháp lĩnh ngộ cũng ở trong đó. Có thể nói tinh thần đại đế cuộc đời cảm ngộ tận ở trong đó. Tinh thần đế kinh chính là tinh thần đại đế căn cơ, như vậy tinh hải 18 thần thông chính là tinh thần đại đế đại đạo lan tràn ra cành cây, bên ngoài dư đông tây hóa thành lá cây, hình thành một bụi thương thiên đại thụ. Chúng tinh chi diệu. Toàn phương diện đề thăng gấp 10 lần chiến lực, vô lượng nhục thân linh hồn đều là như vậy. Không nghĩ tới Tỉnh thần đại đế còn có loại này thần thông. Giang Trần chấn kinh rồi, cái này chúng tỉnh chỉ diệu hiệu quả khó có thể tưởng tượng. Như loại này đề thăng chiến lực thần thông bí pháp cực kỳ hiển thấy liên quan đến vô số đại đạo, cũng không phải ngươi nghĩ để thăng là có thể tăng lên. Nếu muốn sáng tạo loại thần thông này, cẩn đối với đại đạo có tư thâm lĩnh ngộ, trừ cái đó ra còn có cẩn thông thiên ngộ tính cùng nhất định cơ duyên mới được giống như nhân vật nam chính độc cô vân thì có một môn đề thăng gấp 5 lần bí pháp. Chỉ là cái bí pháp này có cự đại hạn chế, hơn nữa đạt được đại tôn kỳ sau đó, hiệu quả sẽ suy yếu, chỉ có thể để thăng gấp 2, đạt được chuẩn thánh chỉ có gấp đôi, đạt được thánh cảnh đã không pha ti thăng. Độc cô vân cái bí pháp này chỉ có thể để thăng thân thể cường độ, thần hồn, thần thông còn có còn lại phương diện cũng không có pha ti thăng. Chúng tỉnh chỉ diệu cũng không giống nhau. Toàn phương diện đề thăng, giống như là ăn một cái gấp 10 lần tăng phút bút giống nhau. Cái này tỉnh thần đại đế cũng quá lợi hại rồi. Giang trần mâu quan thiểm thước, vô cùng kinh ngạc. Cái này chúng tinh chi diệu làm cho hắn nhớ tới một môn vô thượng thần thông, đó cũng là một vị đại đế sáng tạo. Có thể không hạn chế đề thăng 8 lần chiến lực, bất quá có hạn chế nhất định, cần đi qua gây ra mới được. Hơn nữa sử dụng sau đó, sẽ rơi vào rất dài suy yếu kỳ. Chúng tinh chi diệu hoàn toàn không có cái hiệu quả này, chỉ cần Giang Trần nghĩ có thể lập tức đề thăng. Trừ cái đó ra, di chứng cũng không tính quá lớn, chỉ là tinh lực bị hao tổn mà thôi, chỉ cần dùng bổ sung tinh lực đang dược liền có thể. có thể nói chúng tinh chi diệu toàn phương diện thay mặt đánh người trước bí pháp, mà người phía trước cái kia bí pháp chính là vô số tu sĩ truy tìm chính là bí pháp, nhưng đến nay không người có thể tìm tới. ngược lại là gian trần biết ở nơi nào, ngày hôm đó phía sau cũng là độc cô vân cơ duyên chỗ, độc cô vân cũng là dựa vào cái bí pháp này, đến tiếp sau vượt biên giết địch như uống nước một dạng đơn giản, thu hoạch lần này đáng giá. gian trần cảm thán không nói cái khác liền cái này chúng tinh chi diệu để gian trần thỏa mãn. Càng thêm không cần phải nói bên trong còn có bao la vạn tượng bí pháp. Hơn nữa chúng tinh chi diệu cũng chỉ là tinh hà 18 trong đó một cái, ở bên trong còn có 17 loại thần thông, có lẽ không có chúng tinh chi diệu biến thái như vậy, cũng là một ít hiếm có, vô số người khao khát thần thông bí pháp, uy năng cường đại, có rất tuyệt hiệu quả. Hải, thánh cảnh truyền thừa coi là một cây búa. Ca môn có đại đế truyền thừa. gian Trần trong lòng Mỹ tư tư, hoàn toàn thư thái. Cái này đại đế truyền thừa xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là hắn dự định chờ một hồi Nhan Như Ngọc xuất quan, trong quá khứ cầm cái kia thánh cảnh truyền thừa. Bây giờ xem ra có hay không cũng không cần quan tâm. Hơn nữa hệ thống đưa cho thưởng cho, đại biểu cho đối phương sớm đã được đến truyền thừa rời đi. Đã như vậy, hắn cũng lười đuổi kịp. Cùng lắm thì đến tiếp sau đang tìm cái cơ duyên cho Nhan Như Ngọc. Ấm ẩm ẩm. Nhan Như Ngọc vị trí phát sinh tiếng oanh minh, trẫm muộn thanh âm quay lại cả thế giới, hắc bạch song sắc thần quang lưu chuyển mà ra sủng bảo hộ cả thế giới. Đại đạo ẩm vang, muôn hình vạn trạng. Đạo vận hàng vạn hàng nghìn, dị tượng lộ ra. Siêu nhiên khí tức lan tràn mà ra, uy áp thiên địa. Trải qua thời gian một ngày một đêm, nhan như ngọc dường như cuối. Cùng kết thúc. Xoạt xoạt một tiếng. Bao phủ nhan như ngọc trùng sáng triệt để nổ tung, nhan như ngọc tuyệt mỹ thân ảnh hiện ra, vô hạ quan mang lưu chuyển vần quanh một thân, thánh khiết vô hạ, giống như thần nói chính giữa tiên tử một dạng, siêu trần thoát tục, tìm không thấy ngày xưa kiều mỹ muốn nói trước kia nhan như ngọc là câu nhân tâm hồn vư vật mọi cử động khiến người ta khí huyết sôi trào như vậy hôm nay nhan như ngọc đem là vô hạ thánh nữ khí chất triều thần không giống như là phàm trần đám người đây là lưỡng chủng khí chất đặc biệt nguyên bản đen nhánh tóc đen hóa thành hắc bạch song sắc cũng không có làm cho nhan như ngọc phai màu vài phần ngược lại tăng thêm vài phần mị lực khiến người ta càng tâm động thánh tử nhan như ngọc bỗng nhiên mở mắt chứng kiến trước mặt giang trần lộ ra nụ cười mừng rỡ giống như như yến về một dạng bỗng nhiên nhào vào gian trần trong lòng cái này cũng đưa tới nguyên bản ôm lấy gian trần bắp đùi ngủ tần dao bị đánh bay ra ngoài đau quá tần dao ôm đầu nhịn đau không được khóc một tiếng cảm giác như thế nào gian trần ôm lấy nhan như ngọc vừa cười vừa nói không biết như thế nào hình dung có thoát thai hoán cốt cảm giác nhan như ngọc giống như mèo nhỏ ôm thuận một dạng đầu không ngừng hướng phía gian trần trong lòng cọ sau đó ngẩng đầu mặt tươi cười có khó có thể tưởng tượng mị lực tản ra câu nhân tâm hồn. Vẫn là cùng y như dĩ vãng, làm người ta khí huyết sôi trào yêu tĩnh. Dù cho thánh khiết vô hạ khí chất đều không thể che đậy nhan như ngọc mỹ cốt thiên thành. Đây nếu là đặt ở cổ đại, nhan như ngọc tuyệt đối được cho hải quốc hải dân họa thủy. Chỉ là một người đều đủ để làm cho vô số hoàng triều tan vỡ. Ta hiện tại cảm giác cùng những thứ kia thái cổ hoàng tộc thần tử không có gì khác nhau. Có lẽ còn có thể đánh bại bọn họ. Nhan như ngọc cực kỳ tự tin nói rằng. Âm dương thánh thể thành tự thể chất mạnh nhất, vô luận là tư chất hay là thực lực đều là cực kỳ cường đại. Nếu như ngang hàng cảnh giới phía dưới, nhanh như ngọc tất không so những người đó kém bao nhiêu. Vậy cẩn ngươi đem cảnh giới đề thăng tới đại tôn kỳ. Ngươi bây giờ bất quá là chân vương cảnh, như thế nào theo chân bọn họ tranh phong? Giang Trần nhịn không được cười lên một tiếng. Chân vương cảnh đối lên đại tôn cảnh yêu nghiệt, cho dù là hắn đều không có bản sự này. Trên lệch quá xa. Cách xa nhau hai cái đại cảnh giới đâu. Húng hồ đối phương lại là cửu thiên giới cao cấp nhất yêu nghiệt, tư chất, chiến lực đều là cùng tuổi trong lúc đó mạnh nhất. Cũng không so với nhan như ngọc kém bao nhiêu, nếu muốn đánh bại nhân vật như vậy cũng không có đơn giản như vậy. Cái này ta tự nhiên biết. Bất quá chỉ cần ta đem cảnh giới tăng lên, tất nhiên có thể đánh bại bọn họ, đến lúc đó ta liền có thể trở thành thánh tử tả bàn hữu tí. Nhan như ngọc ngữ khí tự tin, cực kỳ kiên định. Đây cũng là thể chất mang tới tự tin. Tuy là rất nhiều người nói tư chất không thể đại biểu lui về phía sau thành tựu. Thế nhưng thường thường tư chất người càng tốt hơn, tài năng, Mới có thể đi tới cuối cùng. Giống như vạn cổ đại đế cái loại này tồn tại, cuối cùng là số ít. Hoặc là có thể giống như độc cô vân cái loại này giống nhau, trở thành thiên mệnh chi tử, thiên mệnh quan tâm. Nhưng mà thiên mệnh chi tử vốn chính là mạnh nhất thiên phú không ai sánh bằng. Ta tin tưởng ngươi. Giang Trần nhẹ nhàng cười. Chương 80, độc cô Hùng xuất hiện. Hôm nay Nhan như ngọc đã chân vương cảnh bác trọng, khoảng cách sinh tử cảnh không xa. Bất quá nếu muốn bước vào đại tôn kỳ, vẫn là phải cần một khoảng thời gian như ngọc tỷ tỷ ngươi thành công không thấy là nhan như ngọc hồi phục tần giao liền vội vàng đứng lên chạy tới không giống với giang trần tần giao cùng nhan như ngọc quan hệ cực kỳ tốt dù cho ở chung không lâu đã sớm thân như tỷ muội ừm về sau ta liền có thể bảo vệ được giao nhi nhan như ngọc đứng dậy ôm lấy tần giao cọ sát tần giao gương mặt vừa cười vừa nói tốt về sau như ngọc tỷ tỷ cường đại lên có thể giúp giao nhi đánh một đánh giang trần tên bại hoại này tần giao kinh hỉ như điên tiểu quyền huy động ngươi có thể đổi một cái. Về sau tỷ tỷ cường đại lên, nếu như ngươi hoàng huynh khi dễ ngươi, ta có thể giúp ngươi đánh ngươi hoàng huynh. Nhan như ngọc mặt tươi cười, vội vã nói sang chuyện khác. Không nói chính mình căn bản không khả năng ra tay với Giang Trần. Dù cho xuất thủ, nàng cũng không khả năng là Giang Trần đối thủ. Đối với cái này điểm, Nhan như ngọc vẫn là tự biết mình. Thế nhưng hoàng huynh căn bản sẽ không khi dễ ta. Chỉ có Giang Trần thích khi dễ ta. Tần Giao căm giận bất bình không nói đến tỷ tỷ kia không có cách nào. Nhan như ngọc ngã bài. Ngươi cũng đừng trêu chọc, nàng không phải khi dễ tần nhị thế cũng là không tệ rồi. Cái này tần giao ở đại tần hoàng triều nhưng là tiểu ma vương tồn tại, đại tần hoàng thất không có người nào dám khi dễ nàng. Giang Trần vừa cười vừa nói. Tần giao là đại tần hoàng thất nhỏ nhất, chịu đến hàng vạn hàng nghìn sủng ái. Vô luận là cùng tuổi vẫn là một đời trước đều cực kỳ sủng ái tần giao. Không người dám khi dễ tần giao. Nếu là có người dám, này mặt đúng không phải tần nhị thế, mà là hoàng thất vô số trưởng bối trừng phạt. Ai, tỷ tỷ cũng không có biện pháp sao? Người đó có thể đánh Giang Trần A. Tần Giao khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp suy sụp đi xuống. Nàng chỉ nghĩ đánh Giang Trần, chút cơn giận. Nhưng mà Hoàng Huynh không được, như Ngọc Tỷ Tỷ cũng không được. Ngược lại là phụ thân hắn có thể, thế nhưng bối phận bày ở nơi đó cha nàng cũng không khả năng xuất thủ. Nếu là thật xuất thủ, chỉ biết làm trò cười cho người khác. Không bằng Giao Nhi muội muội về sau cường đại lên đang dạy dỗ thánh tử đến lúc đó ta giúp ngươi chứng kiến tần giao sầu mi khổ kiểm dáng vẻ Nha như ngọc nhịn không được nói rằng nghe lời nói này tần giao dường như cảm thấy có thể thực hiện nhãn tình sáng lên nói ra cái ý nghĩ này dường như không sai vậy chờ ta cường đại lên đang cùng như ngọc tỷ tỷ liên thủ giáo húng giang trần giáo húng tên bại hoại này vừa nói tần giao một bên trường lớn ngốc manh mắt nhìn hướng giang trần chỉ là bất luận nhìn thế nào đều không có gì uy hiếp chờ ngươi cường đại lên món ăn cũng đã lạnh gian Trần trên mặt một mảnh tường hòa, nội tâm nhịn không được nhổ nước bọt. Nàng là thế nào cảm giác chính mình tu vi biết trì trệ không tiếng. Thái âm thành. Đây là ở vào âm dương hải một tòa thành trì, cùng chí dương thành không sai biệt lắm, đứng sau lưng âm dương hải một phương thế lực lớn thái âm tông. Ở một chỗ khách sạn ở giữa. Độc cô vân vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở nơi hẻo lánh bên trên. Ở nội môn đại bỉ sau đó, hắn một mực tại bên ngoài lịch lãm đề thăng chính mình. Chỉ hy vọng một ngày kia có thể đuổi kịp gian Trần, cũng hoặc là vượt lên trước gian trần, do đó đem dẫm ở dưới chân. Trải qua thời gian dài lịch lãm, độc cô vân thu hoạch cự đại. Bây giờ đã bước vào hồn hải cảnh thất trọng. Tu vi tốc độ tăng lên khó có thể tưởng tượng. Cho dù là thương lão cũng vì đó tháng phục. Tốc độ này quá nhanh, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu đều không có nhanh như vậy. Đương nhiên độc cô vân có thể đề thăng nhanh như vậy, cũng là bởi vì vô số lần ở sinh tử chi gian rời rạc, thêm lên nhiều giả nhiều cơ duyên, tài năng, mới có thể làm đến bước này điều này làm cho thương lão khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn tên đệ tử này không nói khác, khí vận là thực là không tội. Vô luận đi tới chỗ nào đều có thu hoạch, coi như nguy hiểm và mệt một điểm. Chỉ bất quá mỗi một lần đều có thể chuyển nguy thành an. Lại là gian trẫn. Độc cô Vân nghe được bốn phía người nghị luận, nguyên bản mệt mỏi thể xác và tỉnh thần lập tức tê dại rồi đứng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn đi tới chỗ nào đều có thể nghe được gian trần nghị luận. Âm hồn bất tán, vô luận hắn làm như thế nào, chỉ cần đến địa phương có người tất nhiên có thể nghe được giang trần thảo luận điều này làm cho độc cô vân nội tâm sóng lớn tiệm khỏi nhưng không được phẫn nộ cái gì nơi nào đều có hắn dựa vào cái gì độc cô vân không phục a à, khó chịu a à, thế nhưng lại không thể làm gì nghe nói không chí dương tông thái thượng trưởng lão bị chém vẫn bị một vị đại tôn kỳ tam trọng người trẻ tuổi đã sớm nghe nói có người hoài nghĩ là thái sơ thánh tử thiệt hay giả thái sơ thánh tử đi tới nơi này chắc là thực sự, đại tôn kỳ tam trọng chém chuẩn thánh ngươi cảm thấy ngoại trừ thái sơ thánh tử nhân vật như vậy, có bao nhiêu người có thể làm được. Huống hồ, cái này một vị thời điểm xuất thủ thành thạo, đem thái thượng trưởng lão đùa bẩn ở lòng bàn tay ở giữa, mấy chiêu liền đem đối phó mặt sát. Đại tôn kỳ ung dung cảm sát chuẩn thánh, thực sự là thái quá. Quái vật thế giới chúng ta những thứ này người bình thường là không thể nào hiểu được. Ta cảm thấy những cái kia thiên kiêu phỏng chừng cũng không thể nào hiểu được. Vậy ngược lại cũng là, nói như vậy chúng ta đều giống nhau, há lại không phải chúng ta cũng coi như thiên kiêu. Ha ha ha, người nếu như tính như vậy, cũng có gì không thể. Giang Trần đang ở phụ cận, nhưng lại chém giết một vị chuẩn thánh. Độc cô vân sắc mặt cứng nhắc, nội tâm phức tạp. Kiếp sợ đồng thời lại tràn đầy tuyệt vọng. Ta ngay cả giết một cái chân vương đều cố sức, bây giờ hắn đều có thể trảm sát chuẩn thánh. Nếu như ở qua mấy mười năm, chẳng phải là liền thánh nhân đều có thể chém giết. Độc cô vân nhịn không được nói rằng. Nếu như Giang Trần không hiện ra cái gì ngoài ý muốn, lý luận là có thể làm được. Cái này thái sơ thánh tử xác thực là vạn năm khó tìm yêu nghiệt, cái tuổi này cho dù là đại đế cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thương lão xem như là kiến thức rộng. Chỉ là đối với gian trần yêu nghiệt trình độ, vẫn là vô tuyến khiếp sợ. Hắn chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua như vậy yêu nghiệt. Đại tôn kỳ giết chuẩn thánh như uống nước một dạng đơn giản. Đây là cái gì quái vật? Sư tôn, ta còn có thể siêu việt hắn. Độc cô vân nội tâm tuyệt vọng lại bất lực. Ở Giang Trần Chân Vương cảnh thời điểm, hắn còn là cực kỳ tự tin. Cảm thấy tự thân có thể siêu việt đối phương. Thế nhưng bây giờ Giang Trần tin tức không ngừng truyền ra, nội tâm hắn càng ngày càng vô lực. Bởi vì hắn cùng Giang Trần trên lệch càng ngày càng xa, thậm chí còn đã nhìn không thấy cuối. Cùng lúc đó, liền tại độc cô vân lúc tuyệt vọng, nhất vị diện dung nho nhã nam tử đứng trước mặt của hắn, khuôn mặt cùng độc cô vân có ba phần tương tự. Ngươi rất nhớ siêu việt Giang Trần. Độc cô vân lập tức cảnh giác, nhìn lấy nam nhân trước mặt lãnh nói rằng, Ngươi là ai? Ồ, ta giới thiệu một chút. Ta gọi Độc Cô Hùng, phụ thân của ngươi. Nho Nhã Nam tử nhẹ nhàng cười hoàng.